mà ra cái phần chat với nhân viên trước. ra phần chat với nhân viên á. Vậy có thể là em đấu nối Dạ đúng rồi, nhầm chứ đấy. rồi. Ở trong cái chat với nhân viên đó em đâu có đấu nối gì đâu. Không, Cái mà nó cái chỗ cái này nó này, lại chỗ 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 này này. Chỗ này là nó sẽ bật chat với nhân viên nè. Đây vừa trước con mình làm đây đúng không? Do có thể em kiểm tra lại chỗ này này, kiểm tra chỗ điều hướng này này, đây này. Chờ Em chạy. trên màn hình chưa thấy gì hết, chị thấy không? À, chờ chút. Rồi. Chưa? Thấy không? Rồi. Cái chỗ welcome này này, đáng lẽ ở đây là nó chào mừng luôn, nhưng mà hôm bữa anh tách riêng ra để anh test hệ thống á, tức là để mình làm xong mình mới đấu á, thì em coi lại chỗ đó, tức là khi mà xin chào nó sẽ chạy cái này này, sau đó thì đầu nó chạy cái chào mừng khách hàng là anh đấu vào đây này, tức là khi nào á, khi mà bắt đầu khách hàng vào thì nó đều sẽ chạy cái thằng welcome messenger này này, bất cứ khách hàng nào giờ từ khi là em kết nối ad hay là khác, nhưng mà em kiểm tra lại đoạn này này, xem thử là nó có bị cái chỗ này không. Ở cái chỗ này là đấu đúng đến chỗ chào mừng này, giờ nó sẽ chạy đến đây này. Đấy, tại sao anh làm như thế này? Bởi vì là do anh muốn là do thực hành thì anh mới làm thế này thôi. Tức là khi nào mà ok hết thì anh mới đấu, còn không là anh sẽ xóa cái này, nó ngắt ở đây này. Ngắt ở đây để mình làm ở dưới không ai bị gì á. Rồi cái này em thấy rồi đúng rồi. Dạ. À đó hiểu Em không? thấy cũng này rồi. Đấy, còn khi mà ví dụ làm xong Rồi rồi với á, lại anh có em thể xóa luôn cái thằng này này, và anh chuyển cái này lên đây này, đấy, và anh về chào mừng luôn. Vậy là bất cứ ai vào welcome là nó sẽ chạy chào mừng luôn, không chạy cái dưới này nữa này. Rồi để coi mọi người có câu hỏi gì không, ai muốn bật mic thì chat nhá. Mọi người ai có câu hỏi gì thì bật mic chat nhá. Thầy thầy ơi, còn một cái nữa, Sao? một cái nữa là cái mà kiểu như là nó tự nhắn tin cho khách hàng là đang có ưu đãi gì á, Nhắn ha, ở đâu? nó nhắn một nuôi luôn, nó nhắn một lần nó gửi cả mấy chục cái luôn này. Làm gì có nhắn đó trời. Nhắn gì có ở cái chuỗi này thôi. Em coi cái chuỗi này nó có xét không này. Ở có 6 người bật hết mic lên cho mọi người rồi nhá. Em test thì đúng như em làm. Rồi, chào mọi người bật mic ra, mọi người có câu hỏi thì chúng ta trao đổi luôn nhá. Anh An Lê à? Anh Vũ Văn Việt, Việt Nam How. Phan Huyền Ân. Xin chào Huyền Ân. Ý có nhớ Huyền Ân không? Ý à, ý Huyền không không Anh phải, dạ ý không. không 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 phải một lớp với Huyền Ân. Phan Huyền Ân. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Được nhắn tin anh. Rồi ok, mọi người có câu hỏi gì không trước khi chúng ta bắt đầu? Mã đó sử dụng trên bot. Rồi ok. Mọi người có nghe được không? Nếu mà nghe được thì chúng ta hãy chat là một nhá. Này chắc có 5 người thôi chứ mấy. À rồi. Rồi ok. Ai có webcam có thể bật lên chúng ta giao lưu với nhau một chút. Không, nhiều khi một bên thì đang nói, một bên thì lại ôm người yêu. Rồi ok mọi người. Rồi chào anh Việt. Ok. Cho thầy Chào mọi người. Rồi ok. Thì một chút nào đóng quá. dạ dạ rồi ok. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ nói những cái vấn đề sau. Thực chất thì em muốn nói mọi người rất là nhiều, nhưng mà không biết mọi người có
nhét nổi hay không. Thì quan trọng nhất là vẫn là phần cái phần phân loại khách hàng á, bởi vì nếu mà mọi người làm bốt á mà chúng ta không phân loại khách hàng được á thì coi như là thất bại. Còn nói thôi chứ còn mấy cái loại mà cái kịch bản bán hàng á thì con bốt nó không phải là điểm mạnh của bốt, bởi vì người Việt mình nó chưa có thói quen sử dụng kịch bản bán hàng, họ vẫn thích được cái kiểu mà được tư vấn tận nơi tận chỗ hơn á. Cho họ họ không có thích cái kịch bản bán hàng đến bốt, nhưng mà nếu chăm sóc thì rất là tốt. Ví dụ như cái đứa đó nó mua một chai chẳng hạn thì hỏi nó là dùng có tốt không chẳng hạn, để chúng ta bán cái liệu trình 3 chai thì nó không biết là người hay máy. Ví dụ như là xin chào anh Ý, rằng em là nhân viên chăm sóc khách hàng thì không biết là sau một thời gian sử dụng thì anh cảm thấy thế nào á, thì nó rất là tự nhiên và nó không có cái điều gì là bốt hết á. Mình chăm sóc thầy là như Ý bán chày thì em phải nhắn là cái mẫu mới về á, nhưng mà phải phân loại được khách hàng VIP, khách hàng thường. Rồi thì chúng ta sẽ đi đến với cái tính năng mở rộng ở trên cái con chatbot nhá. Thì cái tính năng đầu tiên á, đó là tính năng lấy thông tin khách hàng. Thì làm sao để lấy thông tin khách hàng? Ví dụ chúng ta muốn lấy thông tin khách hàng chẳng hạn, ở đây ví dụ nha, mình tạo một cái là nút này là lấy thông tin đi. Đấy, đây là cách lấy thông tin mà đơn giản nhất là anh cái này chưa có giới tính, tí nó sẽ chỉ mọi người cái giới tính luôn. Chị cho em xin thông tin nhé, ví dụ vậy. Rồi chúng ta để ý nhé, chúng ta sẽ vào dấu cộng ở đây này. Nếu chúng ta muốn xin nhiều thông tin á thì chúng ta sẽ sử dụng thằng này. Đây rồi, thì chúng ta sẽ xin thông tin. Ví dụ mình muốn là xin thông tin thì hỏi là cho em xin số điện thoại gọi của mình. Rồi, và đây là cái giá trị mà mọi người muốn lưu vào hệ thống nhé. Ví dụ này, lưu số này, cách điện này, cách thoại. Cái này thì mọi người đặt như thế nào cũng được, nhưng mà đặt thì phải đặt thống nhất. Đừng thì cái thì số điện, cái thì thoại, cái lộn xộn, bởi vì sau này chúng ta còn phải gọi nó lên nữa. Rồi, thì nếu mà chúng ta có nhiều câu hỏi á, thì chúng ta sẽ thêm ở đây. Đấy, chị bao nhiêu ký ạ? Rồi, đây là số ký chẳng hạn. Rồi, và định dạng là số chẳng hạn. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta không nên định dạng làm gì, bởi vì đôi khi là họ nhập sai. Ví dụ họ nhập là 65 ký thì hệ thống nó sẽ không hiểu được. Mục đích cái định dạng này á, để mà khi mà khách hàng nhập cho nó đúng á. Nhưng mà ở Việt Nam thì khách hàng nó cùi lắm, tức là họ không nhập đúng, và dần đến hệ thống nó sẽ báo. Đây là cái những cái thông báo này khi khách hàng nhập sai số điện thoại này, nhập sai là email này, nhập sai không phải là một số thì nó báo này. Chúng ta có thể sửa lại. Nếu nhiều khách mà lấy một trường, ok, câu hỏi rất là hay. Ở đây mọi người hiểu thế này này, cái trường này này là nó sẽ dùng chung cho tất cả khách hàng, và mỗi khách hàng thì nhập một số thì họ sẽ gắn cái giá trị đó cho họ, chứ không thể nhầm được. Chứ chúng ta không phải là gắn một thẻ cho một khách hàng, cái này gọi là một cái trường cố định á. Thì mọi người sẽ nhìn như thế này nhá, cho nó dễ hiểu này. Nó cái đó là mỗi khách hàng là một trường cố định. Ví dụ chúng ta nhìn con bot này chẳng hạn, thì mỗi khách hàng là một trường cố định. Ví dụ chúng ta tạp người đi. Ví dụ trường là trường số điện thoại này, trường là số điện thoại này, thì nó sẽ có một loạt số điện thoại.
nghe cho tí, nó đơ, nó nhiều quá. Đây đây mọi người nhìn thấy không? Thì đây mỗi cái này là một cái số điện thoại khách hàng này, và nó sẽ hệ thống nó sẽ ghi nhận là mỗi khách hàng nó tương ứng với cái MAC ID đó thì là cái số điện thoại nào, nên là không thể nhầm được. Được không? Anh Việt hiểu câu đó chưa? Anh em đang mở mic cho anh á, anh có thể nói luôn á. Ok ok. Rồi. Hiểu rồi. Rồi. À thế nhưng mà hỏi thêm một chút. Dạ. Yeah. Nếu như vậy thì mình lại phải lựa chọn của công đến cái số điện thoại mà mình muốn nhắn tin đúng không ạ? Đúng như vậy, trừ khi là chúng ta sẽ phải xử lý bằng công cụ. Thì cái này thì là chat fill nó không có. Cái này thì muốn như vậy chúng ta phải có một công cụ, thì tí nữa em sẽ cho mọi người xem cái công cụ mà để xử lý từng khách hàng. Ví dụ như bên em chẳng hạn thì nó là một cái hệ thống như thế này. Đây. Thì ở đây thì bên em có một cái hệ thống để mà bọn em nhắn lại chủ động cho khách hàng. Thì tùy trường hợp nhá, còn bởi vì là tùy cái cách mình ứng dụng nữa. Đây. À, ví dụ như bọn em thì đang dùng cái hệ thống này. Tức là ví dụ như chẳng hạn khi một khách hàng muốn kích hoạt dịch vụ chẳng hạn. Đấy. Thì cái nhân viên của em chỉ cần ấn vào cái link này này là sẽ thông báo lại cho khách hàng đó. Đấy, ví dụ như đây không phải là MAC ID mà là một số điện thoại này. Và trên file quản lý này cũng như vậy. Ví dụ ở đây mọi người, đây cho mọi người xem nhá. Thì cái này nó phức tạp hơn nữa, thật sự. Nó phức tạp hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mọi người khách hàng Hồ Ngọc Cương này, sau khi mà mình đã thực hiện hành động gì, hoặc là sau khi họ đã chuyển tiền cho mình chẳng hạn, mình kích cái đường link ở đây chẳng hạn. Chờ chút, mạng nó chậm. Nào mọi người nhìn này, nó sẽ gửi tin này. Đây, thấy không? Mọi người thấy nó thông báo không? À, Superbot đã kích hoạt thành công bot mới cho Cương, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Tức là cái này sau này thì cái này thì khó hơn nữa, nhưng mà ý là chúng ta sẽ ứng dụng trong cái chuyện mà nhiều khách hàng họ chuyển tiền á cho chúng ta, thì ai chuyển tiền hoặc đặt hàng rồi thì hoàn hàng thì chúng ta có các cái lệnh tương ứng để nhấn phát là nó thông báo lại ở đây luôn. Thì xử lý mọi người sau cái chuyện đó, vì ở đây mọi người mới làm mà đưa những cái nó khó quá, đau đầu lắm. Rồi. Thì chúng ta quay lại cái thằng lấy thông tin khách hàng. Được chưa? Này. Chị bao nhiêu ký ạ? À? Rồi, và cao bao nhiêu? Đấy, chiều cao. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chạy thử nhá. Chạy thử này. À, quên, làm cái này luôn. Mọi người thêm cái chat này. Đã. Vui lòng xác nhận thông tin. Đấy, ví dụ như là số điện thoại hai chấm, thì chúng ta có thể gọi cái số điện thoại của họ đã nhập nhá. Đây này, đấy. Cân nặng. Thì khách hàng nào thì nó sẽ hệ thống nó tự động lưu. Thì như vậy thì cái bot này mà nó mới thành một cái gọi là hệ thống quản lý thông tin khách hàng luôn. Số ký, chiều cao. Comment. À, nhầm rồi. Đúng rồi, không không để đó thì nó sẽ xác nhận nhỉ. Và nhập lại. Nhập lại thì nó mình sẽ cho nó chạy về cái block này luôn, lấy thông tin. Đó, cho nó chạy lại từ đầu. Xác nhận thì chúng ta để yên là nó sẽ trôi qua. Đó. Bên em sẽ liên hệ chẳng hạn.
Rồi, chúng ta chạy thử nhá. Thì đây là cái để chúng ta lấy thông tin khách hàng và cùng là gắn thẻ họ luôn á. Một cách để chúng ta gắn thẻ. Đấy. Cho xin cho điện thoại. 938205019. Đấy, bao nhiêu ký? 90. Chị cao bao nhiêu? Đấy, mọi người thấy không? Nó tự phản, tức là nó tự trả cái thông tin của khách hàng lại này. Đấy, và chúng ta xác nhận này. Rồi, ok. Thì đây là cái tính năng lấy thông tin khách hàng. Được không? Mọi người hiểu tính năng này không? Hiểu. Rồi. Thì cái lấy thông tin khách hàng này nó còn có nhiều cái mà nó hơn nữa. Ví dụ khi mà chúng ta lấy ở đây này thì nó sẽ, hệ thống nó sẽ nhận diện được cái số ký, nhận diện được cái chiều cao. Và sau này trong trường hợp chẳng hạn chúng ta có một cái chương trình chẳng hạn, chúng ta muốn gửi lại cho họ. Đấy. Thì ví dụ cái khách hàng của mình này, nó có cái số ký này. Đấy. Lớn hơn này hoặc là bé hơn này. Ví dụ bây giờ cái bộ quần áo đó thì bé hơn này, đúng không? Bé hơn 90kg thì mới mặc được này. Đấy. Mọi người hiểu ý cái này không? Tức là nó sẽ gắn thông tin khách hàng luôn. Trong trường hợp mà họ không trả lời thì cái này thì hiện tại á, chúng ta đang cài đặt á, là chúng ta kệ nó nhập thông tin gì cũng được hết á. Nó không sao hết, nó nhập thông tin gì cũng được. Nó trả lời là mình cao 1m75 cũng được. Nhưng mà sau này thì dữ liệu nó sẽ lỗi. Nên là vì vậy thì nó mới đẻ ra cái công cụ là form. Form là một cái công cụ mà bên mình cung cấp cho khách hàng. Tức là trong trường hợp mà họ bị điền nhiều cái này, nó rối này, họ hỏi linh tinh ấy. Ví dụ như thế này này. Thông thường thì tức là trong trường hợp mà chúng ta chỉ lấy đơn giản ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái này. Đấy. Nhưng mà họ sẽ trả lời, ví dụ họ sẽ trả lời số điện thoại chẳng hạn. Thì họ sẽ không trả lời ký luôn, mà họ sẽ hỏi là sao phải xin ký chẳng hạn. Ok, thì bot nó sẽ tiếp tục qua câu mới. Đó. Đấy, thì vào khách hàng sẽ là sao mày không trả lời tao. Đó, thì khi mà trường hợp thực tế là nó sẽ bị như vậy. Tức là ở đây là nếu như mà chúng ta xin, nên chúng ta xin ít thông tin thôi nhá, để tránh cái trường hợp là, hoặc là xin những cái thông tin mà họ có thể cho luôn được, họ không hỏi lại nhiều. Mọi người hiểu ý chỗ này không? Nếu không là sẽ thành cãi nhau á. Vì vậy mà những cái mà mọi người làm nhiều á, thì chúng ta phải cần cái tính năng form. Ví dụ như là các đơn vị viral á, thì họ sẽ dùng cái form như thế này. Đó. Thì cái này thì nó tiện hơn, nhưng mà nó sẽ phải dùng công cụ bên ngoài. Đây là một dạng form landing page. Thì cái này thì nó tiện hơn, đầy đủ, nhưng mà chúng ta sẽ phải dùng công cụ ngoài. Thì những người mà làm kiểu như là mọi người cần chuyên nghiệp á, thì mới dùng công cụ ngoài. Không thì thôi. Nhưng mà nhớ là nếu mà dùng cái công cụ kia kìa. Đấy. Nếu mà chúng ta dùng cái công cụ xin thông tin lúc này kìa, thì để ý nhá, nhắc nhở là không xin quá nhiều nhá. Mình xin tầm khoảng 3 cái là quá lắm rồi. Bởi vì nếu không là khách hàng nó trả lời sai. Cái form như vậy thì mọi người có thể vào website bên em. Cái này là siêuchatbot.com để mua nếu mà ai cần. Thì mọi người vào đây. Đây là những cái tính năng mở rộng. Thì bây giờ em sẽ nói những cái tính năng mà nó chúng ta không cần mở rộng mà dùng được đó. Cái này là nó nâng cao lên một tầm rồi. Được chưa? Chúng ta nói những cái tính năng.
Rồi ok, mọi người học xong được cái tính năng này chưa? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thông tin đó. Hiểu rồi thì mọi người ok nhá. Công cụ nó là cái công cụ form. Thì bên em sẽ làm code và xử lý chạy ở để chúng ta dễ hơn. Thì những cái đơn mà làm đào tạo hay là đơn vị mà chúng ta bán hàng nhiều chúng ta mới cần. Rồi. Thì đó là công cụ lấy thông tin. Ngoài ra thì nó cũng có một cái cách lấy thông tin nữa, mà nó tự động lấy thông tin tự động. Tự động là như thế nào? Thì chúng ta cũng nó chúng ta sẽ ở đây này. Tức là nó sẽ tự động điền số điện thoại ấy. Chúng ta sẽ ở đây này. Số phone này, email này. Số phone này, email này. Đấy. Và chúng ta nhớ là cái này chúng ta tạo một cái số điện thoại đúng không? Thì chúng ta hãy lưu đúng cái số đó nhá. Bởi vì nếu không chúng ta cứ lưu linh tinh á, là sau này về quản lý dữ liệu rất là khó. Rồi. Chị cho em xin số điện thoại. Cho em xin email. Dạ. Rồi cảm ơn. Ơn đã cấp. Rồi. Cái này là Facebook nó sẽ tự điền này, chúng ta sẽ chạy nhá. Tức là trong trường hợp mà khách hàng có email hoặc số điện thoại thì nó sẽ hỗ trợ điền. Điền nhưng mà khách hàng phải biết nhấn nhá. Đây, mọi người thấy cái số không? Mọi người thấy số không? Đấy, thì chúng ta kích vào số điện thoại phát. Đấy, thì cho xin email. Thì cái tài khoản Facebook này nó không có email, đâm ra là nó không lên. Đấy chưa? Đây, đưa cho mọi người thử lên không nhá. Thì đây là cái tính năng mà chúng ta sẽ nhờ Facebook nó đẩy cái số điện thoại và email khách hàng lên. Đấy, nếu mà không có thì chúng ta phải nhập. Ok. Đó là tính năng tự động cấp. Tức là không phải là tự động nhưng mà nó sẽ lấy thông tin để khách hàng nhấn cho nó nhanh. Thì hầu như là khách hàng một là số điện thoại email thì nó sẽ tự điền như thế này luôn. Rồi. Ok, mọi người hiểu cái đó không? Nếu mọi người hiểu rồi thì chúng ta hãy chat là 1 nhá. Rồi. Ok. Tại sao cái lớp này cho hôm giờ lên tận 10 người là sao nhỉ? Rồi. Ok. Thì đây là tính năng xin thông tin khách hàng. Rồi. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp theo này, là xuất thông tin khách hàng ra một cái file Google Sheet này. Bởi vì là nếu mà thông tin khách hàng thế này thì có mà loạn, thì chúng ta phải xuất thông tin ra được. Rồi, thì để xuất thông tin ra cái bên ngoài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta quay về cái thằng lấy thông tin này nhá. Rồi. Chúng ta sẽ lưu ý này, chúng ta sẽ tạo một cái ở đây này. Mọi người thấy cái chỗ cộng đấy không? Chọn này, lưu ra bên ngoài này. Đấy, save kết Google Sheet này. Không quay lại đây. Đấy. Xong rồi làm gì? Xong kết nối. Rồi, ví dụ dùng cái tài khoản này luôn. Cho phép thôi, không cho không được. Rồi, bây giờ chúng ta muốn lấy cái thông tin gì ra ngoài này thì chúng ta gõ này. Ví dụ bây giờ mình muốn lấy thông tin là cái MET ID của khách hàng này, sau này chúng ta sẽ phải sử dụng. Mình muốn lấy tên này.
gọi như thế. Lấy số điện thoại này, lấy email này, lấy số ký này, lấy chiều cao này. Ok. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ xuất ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nhá. Chúng ta sẽ xin một cái nữa là email là gì này. Rồi, chúng ta chạy này. Rồi, số điện thoại. Mọi người có tò mò cái cách là nếu mà nó có số điện thoại rồi thì làm sao để không xin lại không? Ví dụ lần đầu nó nhập rồi cứ bắt nó nhập lại á. Rồi. À, chết, quên xác nhận cái email nhưng không sao. Rồi, ok. Chúng ta sẽ xem nhá. Xem cái sheet này. Bây giờ, thông tin đã được lưu ra ngoài này. Đó. Và từ đấy thì chúng ta có thể là nhân viên telesales sẽ xử lý ở đây tiếp. Xử lý ở đây tiếp. Là đã gọi hay chưa, hay là đã thế nào hay chưa. Đó, đây là cái cách đơn giản nhất để chúng ta xuất toàn bộ thông tin khách hàng ra ngoài, số điện thoại khách hàng ra bên ngoài. Rồi, ok, mọi người có thể làm thử một cái cho mình. Mọi người làm xong thì chúng ta hãy comment là ok nhá. Đó là cách chúng ta xuất thông tin ra bên ngoài. Thì kiểu gì chúng ta cũng phải xuất thông tin ra bên ngoài thôi. À, thì anh chỉ muốn chỉ cách bot đã điền thông tin hỏi lại rồi, ok, tí nữa chỉ luôn. Nó sẽ nằm trong cái phần phân loại và điều hướng khách hàng. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái thông tin rồi thì chúng ta không xin nữa. Mọi người hiểu ý không? Tự nhiên có thông tin rồi mà đi xin thì hơi bị cùi. Nếu làm bot mà không làm được cái đó là chúng ta sẽ không có hay, không có nên. Đó, đây là xuất ra ngoài này. Thì toàn bộ thông tin này nó sẽ được lưu ở trên chat field. Còn chúng ta xuất ra ngoài thì để chúng ta dễ làm việc hơn. Chứ còn bây giờ đi dò dò từng cái số thì chết. Dạ, yeah, mọi người làm xong chưa? Xong chúng ta hãy chat là ok nhá. Rồi. Rồi, chúc mừng, mọi người làm rất là tốt. Rồi, ok, Huyền Ân làm rất là tốt. Rồi, đó là cách chúng ta lưu thông tin ra ngoài. Và mọi người lưu ý nhé, khi mà khách hàng điền thông tin rồi á, thì chúng ta có thể lưu ở bất cứ đâu ở trong cái hệ thống.
Tức là ví dụ chúng ta không lấy thông tin ở đây chẳng hạn, mà chúng ta lấy thông tin ở một cái blog khác chẳng hạn thì vẫn được, miễn là khách hàng đã điền thông tin ở hệ thống có thông tin thì nó sẽ đẩy ra được. Đấy, ví dụ chúng ta xin thông tin ở đây mà chúng ta vẫn chưa xuất ra thì ở đây chúng ta hoàn toàn xuất được. Xuất ở bất cứ đâu ở trong cái chat view, miễn là khách hàng đi qua đó. Nhớ thôi, mọi người mới làm thì tạm thời cứ xuất lấy ở đâu xuất đấy đi cho nó nhanh. Nhưng mà mọi người để ý nhá, để ý cái vị trí mà đặt cái sheet này này. Đây không, mọi người thấy nó nằm dưới cùng không? Bởi vì nếu mà bây giờ mà chúng ta chuyển cái sheet này nó lên trên cùng này này. Đây, nếu mà chúng ta chuyển nó lên trên cùng này. Rồi, thì nếu mà theo mọi người, nếu mà chúng ta chuyển lên trên cùng thì điều gì sẽ xảy ra? Mọi người nhìn thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta chuyển lên trên cùng? Đúng rồi, không lấy được. Bởi vì là khách hàng đã nhập thông tin đâu, chúng ta xin thông tin ở đây mà. Nên là cái này nó sẽ không chạy được. Nên ít nhất á, thằng này phải nằm sau ở dưới này này. Đấy, sau cái chỗ này này, nó mới chạy được. Nhưng mà ở đây thì nó lại lấy cái thông tin là chưa, khi mà chưa, tức là nó lấy thông tin ở đây thì chưa xác nhận, nên là đúng nhất thì chúng ta phải bỏ dưới cùng. Đấy, bỏ đây thì không được rồi này. Cái này thì nó sẽ có một cái ứng dụng thực tế là khi mà mọi người chơi cái game viral á. Ở đây cho mọi người xem. Ví dụ mọi người nhìn cái game viral như thế này nhá. Thì khi khách hàng mà chơi viral chẳng hạn. Đấy. Nhận thông tin chẳng hạn. Thì ở đây thì nó sẽ xuất thông tin ra rồi này. Nhưng mà nó sẽ hỏi khách hàng. Hỏi khách hàng là có đồng ý để nhận hay không á. Thì nó lại khác nữa. Ví dụ ở đây chẳng hạn. Khi mà không đồng ý ship á, đấy, thì nó sẽ ra một file khác. Tức là tất cả khách hàng ở trên này là tất cả khách hàng này. Còn ở đây là không đồng ý này. Đó, và đồng ý này. Đấy. Thì nó sẽ đi riêng ra một file, tức là như vậy thì tức là xin thì xin một chỗ, xin xong đâu phải nói về cái giá ship. Mọi người hiểu ý không? Xin xong thì với giá ship đây. Thông báo giá ship này. Đấy, nhận. Hỏi là có đồng ý ship không? Đây. Nếu mà nó đồng ý á, thì nó sẽ phân tách ra như vậy nữa. Tức là ở đây thì cách chúng ta sử dụng cái face sheet này cũng là cách chúng ta phân loại khách hàng. Đấy. Đã nhận và không nhận thì nó sẽ ra hai ship, không đồng ý và đồng ý ship. Thì nó ra hai sheet, tức là xin thì xin một lần nhưng mà hỏi có đồng ý hay không thì nó ra hai file. Được không, mọi người hiểu cái ý mình chỗ này không? Cái này thì nó hơi phức tạp. À, nút chia sẻ, cái đó là cái viral mà. Cái đó thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ. Tức là chúng ta phải mua công cụ. Còn cái xác nhận thông tin thì là cái form. Thì chúng ta cũng phải nằm bên ngoài luôn. Ở đây mọi người đã hiểu cái sử dụng sheet hay chưa thôi. Tức là sheet thì nó dùng ngoài dùng xuất thông tin á, thì nó cũng sẽ phân loại khách hàng luôn. Ví dụ chúng ta hỏi khách hàng là có muốn học hay không. Ví dụ nó có, tức là ra một file, và không có thì là ra một file. Thì như vậy là nhân viên chúng ta chỉ gọi cho những người có thôi, không gọi chung. Được không, mọi người có hiểu được không? Là nếu không hiểu chúng ta đặt câu hỏi nhá. Công cụ đó là công cụ viral. Nếu như anh muốn là chia sẻ tính điểm được. Còn cái form nó là công cụ form. Thì mọi người có thể vào web siêuchatbot.com thì chúng ta có những cái công cụ như chatbot trong đó.
Đây là cái công cụ bên mình viết ra. Rồi, ok. Được không? Mọi người hiểu không? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ không xuất ra một file sheet được, mà chúng ta sẽ xuất ra nhiều file. Tức là mỗi block thì chúng ta sẽ xuất một file riêng. Mọi người hiểu không? Không xuất ra một file. Đây ví dụ đồng ý chúng ta xuất ra một file, mà không đồng ý á thì chúng ta xuất ra riêng một file. Tức là ở đây là hai file này, hai cái sheet rồi á. Chắc là nó không phải là một cái sheet đâu. Được không? Mọi người hiểu chỗ này không? Tức là cái này là chúng ta phân loại khách hàng xuất ra. Tức là cho mình hỏi chút nhé. Vâng. Tức là mình có cái sự phân loại đấy. Ví dụ như là mình hỏi khách hàng là có đồng ý ship hàng hay không. Đúng thì mình bấm vào cái chỗ là đồng ý. Đúng rồi. Thì đằng sau cái chạy, block chạy đồng không, ý chạy, là mình sẽ chúng ta phải chạy qua block đồng ý đã. Cho nó chạy qua block okay, đồng ý. Ok, đằng sau cái block đồng ý đấy là mình đặt luôn đúng cái, rồi, lấy, đặt cái sheet. Lấy cái sheet là như vậy là được đúng không? Không, chúng ta phải đặt ở cái mà chúng ta phải tạo một block, hai block là một block đồng ý và block không đồng ý, thì chúng ta sẽ có hai nút ở đây này. Ok. Để chúng ta lưu ra hai cái file riêng, tức là đồng ý hay không đồng ý, tức là nó theo từng trạng thái khách hàng á, chứ không, bởi vì nếu chúng ta đẩy về đây thì nó hơi khó. Tức là nếu chúng ta đẩy về chung thì nó hơi lộn xộn á. Cái này nó cao hơn một chút nữa là để chúng ta phân loại khách hàng. Thì nó cao hơn một chút, những ai mà có cái khách hàng mà cần phân loại kiểu như là họ chưa đủ hứng thú hay là họ đã muốn mua hay họ đã mua thì nó chúng ta sẽ sử dụng. Thì tức là đằng sau cái block khách hàng đồng ý đấy. Đúng mình rồi. Lấy sẽ cái thông tin đặt một file sheet là họ và tên, đúng số rồi, điện đúng thoại rồi, đúng rồi. Thì chatbot nó sẽ tự lấy số điện thoại và thông tin họ tên của những người không đồng ý đồng bộ lên Google Sheet đúng không? Đúng rồi. Của những người đồng ý chứ. Hay là không đồng ý. À, đang hỏi là ví dụ cho hai trường hợp là một trường hợp đồng ý và một trường hợp đúng không đồng rồi, ý. Đúng rồi, nó sẽ xuất ra hai file riêng. Nó xuất ra hai file riêng. Đúng rồi, nó sẽ xuất ra hai file và mình sẽ phải làm hai cái block, một block là đồng ý và một đúng block rồi. Không đồng ý đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó đằng mình sau đặt của hai block đấy, đằng sau của hai block đấy là mình sẽ đặt cái Google Sheet đúng không ạ? Không cần, nếu mà như vậy thì không cần đằng sau. Bởi vì nếu như mà cái block này lấy thông tin đây này. Được chưa? Là nó okay. trong hệ thống có thông tin rồi. Còn ví dụ okay. như anh tạo một block ở đây, ví dụ như là không đồng ý chẳng hạn. Không đồng okay. ý, được chưa? Thì khi đấy á, khi mà đấy thì anh đặt file sheet ở đây này. Vẫn được rồi, bởi vì là lúc đầu bên kia đã có thông tin rồi mà, mình có xin lại đâu. À. Hiểu không? Thì khi đấy đặt ở đầu được. Tức là có thông tin thì đặt ở đâu cũng được. Tức là mình không cần tạo viết một block bằng text nữa. Không, không. Không, tức là mình cũng phải viết một cái text để mình chào hỏi người ta cho nó lịch sự chứ. Để nó chạy qua đây, hoặc mình không viết cũng được, nó vẫn lưu. Nhưng mà không nên. Đấy, cảm ơn bạn đã đồng ý chẳng hạn. Đồng ý chẳng hạn. Thì nó chạy qua đây thì nó sẽ lưu ở bên này. À, ok, hiểu rồi. Rồi, ok. Nên là cái này em bảo rồi là nếu mà không làm bài tập thì chúng ta không nên học bởi vì nó rối lắm. Ok, hiểu. Rồi, ok. Mọi người hiểu không? Hiểu thì chúng ta hãy là comment, hãy chat là ok nhá. Thì chúng ta sẽ học một cái nó phức tạp hơn nữa. Thì sau này mọi người về thực hành để ngấm dần vậy, giờ chả có cách nào. Cái này nè, mọi người lưu ý nhé. Khi chúng ta làm mà nó báo đỏ này, tức là có một cái gì đó chúng ta đang sai. Và khi mà hệ thống nó đỏ thì nó sẽ không chạy được. Đó là chúng ta kết nối block vào đây nó không chạy được này. Nên khi mà mình làm á, là mình để ý. Ví dụ chúng ta thêm một vài ở đây mà không ghi cái gì hết. Đấy chẳng hạn. Thì nó báo đỏ này. Đỏ chúng ta hiểu là lỗi. Đây là do nó cái này chưa kết nối này. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta đến cái tiếp theo là bây giờ làm thế nào mà khi mà khách hàng nó đặt hàng chẳng hạn thì gửi thông báo cho nhân viên đúng không? Rồi. Gửi thông báo nhân viên này. Thì chúng ta làm như sau.
ví dụ sau khi khách hàng đặt hàng chẳng hạn, email này, chúng ta sẽ thông báo nhân viên này. Đấy nhá, mọi người vào cái nút này này, dấu cộng này. Chúng ta sẽ đến cái chỗ email này. Chúng ta cũng có thể thông báo trong bot nhưng mà chúng ta phải làm phức tạp hơn. Nên là thôi tạm thời cứ thông báo email cho nó nhanh. Ê mày có người muốn tư vấn. Đấy, nhập mail nhá. Đấy, thông tin này. Được không? Tên khách hàng này. Đấy. Rồi. Đấy, hình ảnh khách hàng này, hình ảnh khách hàng này. Giờ. Đây. Rồi, mình thử nghiệm nhá. Mọi người thấy cái hai cái này nó màu tím với màu nâu không? Bởi vì màu tím á là cái thông tin mặc định từ hệ thống. Còn cái màu nâu á là thông tin mình thêm vào hệ thống chatbot. Rồi chúng ta sẽ chạy lại nhá. Xác nhận. Rồi. Ta sẽ xem nhé này. Thông tin đã được trả về đây này. Rồi, chúng ta sẽ check mail nhá. Xem lúc này để coi nhập đúng mail chưa này. Check mail này. Rồi. Để coi nó nhập, nó trả mail chưa. Đâu, không chưa gửi. À, đây rồi. Mọi người nhìn thấy không? Ê mày có 10 muốn tư vấn này. Hình ảnh khách hàng này, kích vào xem thử nó là đứa nào. Tải xuống nhé. À đây. Đó. Chưa, mọi người hiểu cách không? Tức là nó sẽ thông báo qua email khi mà có người đặt hàng hay có người tư vấn là gì vậy. Đấy, thì khi mà chúng ta đặt cái blog này ở đâu á thì chúng ta sẽ ghi chú ở đấy. Ví dụ đây là khách hàng đặt hàng chẳng hạn, nếu mà chúng ta có nhiều cái hệ thống trả về á, khách hàng đặt hàng chẳng hạn, hàng trên fanpage chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy. Fanpage này đi. Đấy thì chúng ta biết là nó thuộc fanpage nào. Được không? Rồi mọi người có thể làm thử xem. Mình không lấy được đường link Facebook của khách hàng được. Mình chỉ lấy được cái ID Messenger thôi. Mình không lấy được cái đường link Facebook được. Facebook nó không cho chuyện đó. Thì tùy cái khu vực mà mình sẽ báo. Ví dụ ở đây thì mọi người nếu mà ứng dụng á thì chúng ta có thể ứng dụng là gửi email cho nhân viên khi mà khách hàng phản hồi là tệ chẳng hạn, thì chúng ta có thể là gửi thông báo. Ví dụ chẳng hạn mình làm một cái đơn giản thế này nhá, xin phản hồi chẳng hạn, phản hồi khách hàng chẳng hạn,
đây. À, đơn giản thôi. Anh chị thấy chẳng hạn dịch vụ ok không? À, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái quick reply nút ok đó. Tệ quá. Giờ nếu mà khi mà khách hàng nó ok á thì cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Nếu mà tệ thì chúng ta phải làm một cái block nữa. Tệ quá. Đó. Dạ. Xin lỗi anh chị ạ. Mình không hài lòng chẳng hạn. Lòng chỗ nào ví dụ vậy thì lại tốt sau. Đó. Được chưa? Đấy. Chúng ta có thể là gửi thông báo email cho ê có người chê kìa. Đấy. Đấy, ok, chọn là có người chê nó là chẳng hạn. Đấy, vào mà giải quyết đi. Quyết đi. Đấy, thì nếu mà ở đây này thì mọi người sẽ thấy này, số điện thoại của nó này. Nó không cần xin nhưng mà hệ thống nó lưu vẫn có. Đọc ngược một thông tin. À, đọc ngược một thông tin từ sheet vào bot thì chúng ta phải viết code, còn bot nó không có cái chế độ sẵn đó. Chúng ta phải viết code. Hoặc như bọn em đang viết vậy á thì chúng ta phải viết cái đó. Rồi, chúng ta sẽ thử nghiệm nhá. Nếu mà tệ này thì nó sẽ vào tệ này. Rồi, chạy này. Fix. Đấy, tệ quá này. Đấy, giờ xin lỗi, mình không hài lòng chỗ nào. Thì ngay lập tức thì nó sẽ email cho mình. Tệ, bởi vì những cái trường hợp này là trường hợp nó khẩn cấp á, nên là mình phải email thôi, chứ không phải khi nào báo thì mà loạn. Chúng ta chỉ xử lý những cái trường hợp nó khẩn cấp thôi. Này. Đây, số điện thoại là hỏi là cái số điện thoại mình đã nhập lúc nãy á. Tức là ở đây thì khi mà khách hàng chúng ta đã xin số điện thoại một lần thì trong hệ thống khi nào cũng có thể có số. Và chúng ta có thể gọi họ lên bất cứ lúc nào. Đó, đó là cái email, thông báo qua email cho bot. Rồi, ok. Rồi, mọi người làm thử nhá, khi nào xong chúng ta hãy chat là ok nhá. Là chúng ta đã xong nhá. Thứ là mọi người ứng dụng như thế nào thôi, còn chatbot thì công cụ nó không có ngừng đó à. Thì chúng ta tùy trường hợp thì chúng ta ứng dụng. Rồi, thế nào xong mọi người ok nhá. Có cái này hay này, cái edition này rất là hay này. Nhưng mọi người không thể tự viết được. Nhưng mọi người có được thể được dùng.
Rồi ok, mọi người làm luôn đi. Vậy cách để lấy luôn số điện thoại khi đã có trong hệ thống á, đấy, mọi người gõ vào đây là nó lên à. Đấy. Mọi người gọi nó lên thôi, gọi số điện thoại lên thôi này. Tức là nếu mà đã có rồi thì chỉ gọi lên thôi mà. Chúng ta gõ hai cái dấu này nó lên à. Đấy. Mọi người xong chưa? Mấy cái này nó vui thôi, còn chúng ta học cái phần quan trọng nhất là cái phần phân loại khách hàng kìa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đến cái vision này này. Vision này một cái rất là mạnh cực kỳ kinh khủng của thằng Chatfield luôn. Ví dụ mọi người ở đây chẳng hạn, thì khi mọi người xuất thông tin ra ngoài này, mọi người thấy này, cái thời gian mọi người thấy nó bị sai, nó bị lệch. Đấy. Thì chúng ta có thể dùng một cái JSON để chúng ta xử lý cái thời gian về cho đúng lúc. Rồi, thì đây là cái JSON xử lý thời gian. Nếu mọi người làm được cái JSON này thì nó rất là tiện cho mọi người. Và chúng ta làm cái JSON thời gian đúng không? Đây. Chúng ta sẽ có cái đường link này. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ làm nhá. Làm sao để lấy được cái thời gian thì chúng ta sẽ chạy cái sân. Rồi. Bây giờ nhá, chúng ta vào cái chỗ mà lấy thông tin này. Đấy, bây giờ chúng ta muốn là xuất cả cái thời gian ra nữa, bởi vì cái sheet này nó có một cái vấn đề là thời gian nó không chạy. Thì chúng ta sẽ cho nó chạy dưới sân ở đây này. Tức là mọi người cho nó chạy trước thì chúng ta sẽ vào dấu cộng này. Chúng ta chọn này, dưới sân này. Đó, và chúng ta sẽ nhập cái đường link vào. Thì cái này là bọn em viết rồi, mọi người viết, tức là đây là những cái lệnh mà chạy ở ngoài để xử lý trong con bot. Và chúng ta chọn port luôn. Và chúng ta có thể chạy thử này. Đây. Đây là các cái giá trị trả về này, mọi người nhìn không? Đây nha, đây là các cái giá trị trả về này. Đấy, chúng ta copy này. Copy nha, ở đây này. Đây à. Thì nó sẽ trả về cái gì? Đấy, chúng ta F5 này, reset lại này. Ví dụ bây giờ mọi người muốn lấy
Đây chúng ta test này. Được chưa? Đây chúng ta muốn lấy giá trị này. Giá trị này này. Đúng không? Giờ phút giây này. Chúng ta sẽ xuất ra ngoài này. Ta nhìn lại file nhá. Rồi, quên, chúng ta phải chạy cái file này đó. Rồi, chúng hỏi đi hỏi lại mệt thiệt á. Này biết hỏi ít ít. Rồi, khi mà chúng ta chạy xong một lần nữa thì nó mới có cái giá trị được. Đây, bây giờ mình muốn xuất ra nhá. Này chúng ta sẽ thấy không? Này giá trị này. Ngày này, tháng năm này. Đấy. Ngày tháng năm đã xuất hiện ở đây. À. Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu. Còn cái đây nhá. Đây, mình copy nguyên y cái chỗ này cho mọi người dễ nhìn này. Đây, xem nó chạy ngày tháng năm này. Cho ở đây đi cho dễ. Rồi. Thì mọi người thấy là cái JSON này á, là mục tiêu á, là nó sẽ lấy cái giờ hiện tại để chèn vào cái hệ thống. Mạng nó chậm. Rồi, mọi người có nghe được không? Alo. Rồi, ok, chắc mạng bị rớt. Chúng ta chạy lại nhá. Chưa chạy, nó chưa lưu ạ, mạng đơ. Vẫn chưa lưu. Chưa lưu hoặc là cái này nó bị lỗi. Test thì nó vẫn chạy. Ở đó. Vậy là cái này nó chưa lưu nhá. Chắc fill này không? Mình đã làm kịch bản khác rồi mà. Rồi chờ mọi người chờ chút mình F5 lại cái nó cái. Cái đó kịch bản cũ. Đó, nó chưa chạy đây này. Nên nhiều khi chúng ta phải reset lại nhé. Đó. Rồi chạy lại này. Đây, mọi người nhìn thấy không?
nó trả về thời gian này, ngày này. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể là bắn cái đó ra ngoài này. Ngày này. Đấy. Đấy. Rồi, xóa bớt đi, hỏi nhiều quá. Hỏi một câu thôi. Này giờ không có thì nó vẫn chạy nhá. Đấy, nó chạy này. Nó trả lời. Ở đây mọi người thấy chúng ta hỏi một câu thôi nhưng mà nó vẫn ghi cái giá trị cũ cuối cùng này. Đó. Rồi. Đây mọi người nhìn không? Nó sẽ có bắt đầu có thời gian này, ngày này, tháng, năm này. Để không biết là khách hàng đó đã đăng ký vào cái thời gian nào á thì đó gọi là một cái decision. Không biết đọc tiếng Anh như thế nào, mình tiếng Anh rất là cùi. Chúng ta sẽ cần này, gọi decision lên này. Đây là cái URL để nó hoạt động này. Chọn chế độ là post này. Dưới này để trống. Miễn nó nằm đứng trước thì nó sẽ xuất ra các giá trị này. Đây gửi cho mọi người luôn cho nhanh nhé. Nếu như mà mọi người á mà không nhớ thì chúng ta có thể chạy cái này này, mọi người ấn vào để test này. Đấy. Nên chúng ta kiểm tra cái body này, này. Đấy chúng ta thấy này, giá trị này. Đấy, tương ứng với những cái này này. Giá trị đây này. Giá trị tháng này. Năm này. Đó. Thì nó gọi một JSON. Thì có loại nhiều loại JSON thì như cái này á là JSON để chúng ta lấy múi giờ. Còn ví dụ ở đây thì chúng ta có cái JSON để chúng ta lấy giới tính. Đây là cái JSON để chúng ta lấy giới tính. Đâu rồi? Đây ví dụ như đây là JSON để hỗ trợ chúng ta lấy giới tính. Cái này đang là tặng cho mọi người nhé. Bởi vì là đây là bọn em viết nhé. Chứ không phải tự dưng nó chất phiêu nó có cái đó đâu. Rồi ví dụ bây giờ chúng ta muốn lấy giới tính của khách hàng này. Ví dụ chúng ta muốn tất cả khách hàng vào thì đều chạy giới tính này. Thì chúng ta sẽ phải đặt ở trên đầu này. Cộng này. Kích hoạt JSON này. Đấy. Get giới tính. Được không? Đó. Và chúng ta sẽ cái này thì mình cũng không nhớ cách cài của nó như thế nào đây. Chúng ta sẽ cài này. Giới tính này. Đấy. Tức là chúng ta đẩy cái giới tính ra. Đẩy cái thông tin về giới tính. Post này. Đẩy thông tin về giới tính này, chọn này. Đó, chọn cái này nhá. Rồi chúng ta chạy thử này. Này, chúng ta thấy không? Nó đẩy ra là giới tính này và giới tính này. Rồi chúng ta chạy thử nhá. Ví dụ đây là giờ không phải xin chào nữa, bây giờ là xin chào giới tính này. Giới tính. Ở đây thì bọn em đẩy hai cái giá trị đó là giới tính viết thường và giới tính viết hoa. Giới thường viết giới tính thường thì nó sẽ trừ cái, nó sẽ viết hoa. À quên, xin lỗi. Cái viết hoa thì nó viết hoa, viết thường. Ví dụ để ở đầu câu thì nó sẽ viết hoa. Chúng ta sẽ chạy thử nhá. Chúng ta bỏ cái này đi. Cho cái này xuống dưới. Rồi, chạy nè. Ừ.
không, chưa lên. Do mình gõ, mình không chạy mà mình gõ nó bị ra cái lỗi đấy á. Bây giờ sau khi mà chạy một lần rồi này, hệ thống nó đã ghi nhận rồi này. À, chưa lên luôn. Rồi, để mình có thử mình có làm sai bước nào không. Spot giới tính, ok, thử lại phát nữa. Ta có đếm sai nhịp nào không? Rồi. Gọi giới tính lên xem là được chưa nhá. F5 này. Nếu mà chúng ta gọi lên thành công á, là cái di sân nó chạy thành công rồi. Đây, giới tính này mọi người nhìn thấy không? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy lại này. Tốt nhất là chúng ta hãy chạy một vài lần để cho nó chạy. Rồi. Cái này vẫn không lên. Xin chào đã ghé thăm cửa hàng. Căng nhé. À, mình biết rồi. Sorry mọi người nhé, cái giới tính này nó đang bị lỗi của từ bên Facebook á, nên nó không có chạy được. Tức là hôm bữa thằng Chất Khưu nó có thông báo là cái lỗi ghét giới tính nó đang bị lỗi. Kiểm tra giới tính. Phải thằng này không? Nhớ không lầm thì là thằng đó đang bị lỗi. Không có chạy. Thử một lần nữa mà không được thì cái này thì mình sẽ bảo kỹ thuật kiểm tra lại nhé. Không được. Này mình sẽ nói kỹ thuật kiểm tra lại. Thì bây giờ nếu mà chúng ta không có cái di sân giới tính á, thì chúng ta sẽ chạy như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chạy khi mà nó vẫn chào được giới tính nhưng mà không có di sân giới tính nhá. Tất nhiên là có di sân giới tính thì nó khỏe, nó nhanh hơn. Nhưng mình không biết là tại nó có cái lỗi gì mà hôm nay nó không chạy. Rồi, làm sao để chạy di sân giới tính này được. Tức là nếu mà chúng ta không có cái hệ thống di sân giống như bên mình á, thì làm sao để chạy được, đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ làm như sau nhá. Chúng ta sẽ cái một cái này. Là khách hàng là nữ này. Được chưa? Sau đó, chúng ta set giá trị này. Đấy. Giới tính là nữ này. Nữ này. Và giới tính là nữ này. À quên, xin lỗi. Chị. Xưng hô chứ. Chị. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người cách mà khi mà chúng ta không có di sân thì chúng ta vẫn làm được cái chuyện giới tính nhá. Này mọi người để ý theo dõi vì nó sẽ hơi phức tạp một chút. Chúng ta sẽ đánh mặc định này. Cái này thì mặc định này, chúng ta sẽ đánh mặc định này. Mặc định á là nam. Ở đây giới tính là nam này. Giới tính này là anh này. Được chưa? Và giới tính là đây là phải là anh. Rồi
Được. Cái này thì nó có nhiều cách, nhưng mà chúng ta làm thế nào để nó hợp lý nhất? Bỏ cái này đi. Rồi, xin chào này. Xét giá trị giới tính là anh này. Giới tính là anh này. Sau đó rồi. Đặt chúng ta đặt cái này thì hơi khó một chút, nhưng mà sẽ đặt một cái tùy biến này. Nếu mà tùy biến mà cái chuyển luồng, chúng ta sẽ đặt giá trị này. Nếu á vậy là cái giới tính này nó đang bị lỗi rồi mọi người ạ. Nó không, cái bản thân của cái chatbot nó không lấy được giới tính rồi. Như vậy thì chúng ta không làm được mọi người nhé, bởi vì là bản thân cái bot nó đã không lấy được giới tính, chứ không phải là cái API bị lỗi nhé. Chúng ta cần phải lấy được giới tính nam nữ, nó giống như cái con bên này mọi người nhìn này. Nhưng mà bây giờ nó cái con đấy thì nó đang bị lỗi. Tức là không phải là lỗi đâu mọi người, tức mà là cái thằng chat fill nó bị lỗi á. Đây này, mọi người thấy không? Có nam và nữ này. Tức là hệ thống phải cung cấp là nam và nữ thì nó mới chào là anh hoặc chị được. Nhưng mà mình làm con mới đấy thì mình thấy nó xét là mình biết là cái chat fill nó chưa cập nhật được cái chuyện lấy giới tính của người dùng từ Facebook. Rồi mình bỏ cái đoạn giới tính nhé. Hiện tại không có chạy được người dùng mới do chat fill thôi. Chúng ta đành chấp nhận đi. Không được, bởi vì trong này không thể, nó không ra giới tính nam hay nữ thì chúng ta không thể điều hướng hay là gắn thẻ làm gì được hết á. Chúng ta bỏ lại này. Rồi, đành chúng ta phải bỏ qua cái cái giới tính thôi. Tạm thời bỏ qua mọi người nhé, mọi người dùng cái di sân cho cái đấy thôi, cái giờ thời gian thôi, còn cái giới tính hiện tại không có chạy được do chat fill nó đang bị lỗi. Khi nào mà hết lỗi á thì chúng ta có thể áp dụng cái cách mà mình chỉ cho mọi người á, chúng ta chạy giới tính được. Còn giờ thì không chạy được, mình ấn lên mà không thấy nam hay nữ thì giờ làm sao bọn kia ở ngoài nó biết được nam nữ được. Rồi, đó là cái sân. Thì di sân thì nó còn nhiều loại di sân nữa, tùy cái người mà họ viết cái di sân nó làm gì. Ví dụ chẳng hạn, nó có những cái di sân được viết ra để mà làm những cái việc khác nhau. Ví dụ chẳng hạn, cái này anh ẩn hỏi cái chuyện cấp code đúng không? Cấp code thì nó có cái di sân cấp code. Nhiều con tùm lum quá. Đây thì đây là một cái dạng, cũng là một cái dạng JSON này. Đấy. Đấy thì hệ thống nó sẽ chạy và nó sẽ cấp cái con bot này, cấp code ở bên ngoài. Thì cái ứng dụng này thì bọn em sẽ cung cấp cho khách hàng thôi, còn ở trên chat fill thì nó không có thể cấp code được, không thể cấp code và xác nhận code được. Tức là ở đây em muốn mọi người hiểu về cái JSON này thôi. JSON này nó là một cái cổng, kiểu như là mọi người hiểu là một cái cổng kết nối á. Thì nó sẽ, đây là port này, là đẩy những cái thông tin này ra ngoài này. Đấy, khi mà đẩy xong á thì nó sẽ trả về này. Nó trả về cái thông tin này về đây này, trả cái code về đây này. Mọi người cứ hiểu là ở đây, ví dụ chúng ta sau này chúng ta muốn kết nối với cái hệ thống email marketing, hệ thống SMS marketing, hay là hệ thống CIM, hay là hệ thống tại điểm bán chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng những cái JSON ở đây để mà chạy. Cái này thì cái code tức là chúng ta phải viết thôi, chứ còn bản thân chat fill thì nó sẽ không cung cấp cái này. Mà chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta phải viết thôi. Ok, thì sau này mọi người sẽ dùng JSON nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì chỉ là để hiểu thôi và chạy một số cái ứng dụng. Hoặc là sau này bọn em sẽ chia sẻ một số cái JSON mà để mà làm một số việc á, thì mọi người sẽ hiểu cách dùng.
tức là em sẽ nói là định dạng thế này, port này, URL này và cái body thôi. Như vậy mọi người dùng rất là nhanh, không 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 bị mà nó rối. Ok, chúng ta tạm thời bỏ qua cái vụ JSON đi. Chúng ta sẽ đến cái thằng là phân loại khách hàng. Nó là cái phần mà mình mong muốn mọi người sử dụng được. Thì để mà phân loại khách hàng á, thì chúng ta có thể ví dụ như mình đặt ra bài toán thế này đi. À, một khách hàng chẳng hạn mà ở ngoài điểm bán á, mà họ mình muốn kéo vào bot á, thì mình muốn phân loại là hóa đơn của họ là trên bao nhiêu tiền hay là như thế nào á, thì bắt buộc mình sẽ phải gắn thẻ. Thì đây là một cái ví dụ về gắn thẻ. Ví dụ như đây là mình có hai cái thẻ nhá, là khách hàng VIP hoặc là nó để được rồi, ok, khách hàng VIP đi. Chúc mừng là khách hàng VIP, thấy chưa? Rồi và đây là khách hàng thường, khách hàng thường, khách hàng thân thiết thôi, thường thì tệ quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải gắn thẻ này. Bây giờ làm sao để mà gắn một khách hàng là khách hàng thân thiết hoặc là một khách hàng là một khách hàng VIP để sau này chúng ta gọi họ lên được, thì đầu tiên chúng ta phải gắn được đã. Ví dụ chúng ta có một cái chương trình chăm sóc khách hàng VIP chẳng hạn, mình ví dụ đây đi, ví dụ ở đây chúng ta có một cái chăm sóc, đây chăm sóc là khách VIP chẳng hạn, mình ví dụ đây là khách VIP và bên này là cùng chăm sóc nhưng mà chăm sóc khách thường, mình ví dụ vậy, khách thường đó. Rồi thì làm sao để mình làm như thế này được, thì mình sẽ gắn thẻ, mình cần gắn một cái thẻ nữa để sau mình gọi họ lên được. Chúng ta sẽ để ý nhé, mọi người vào dấu cộng ở đây này, đấy chúng ta vào đây này, xét giá trị cho người dùng này, đấy, và chúng ta sẽ tạo một giá trị mới, đó là phân loại chẳng hạn, loại khách hàng đó, và khách hàng này là khách hàng VIP, đấy, khách hàng này là khách hàng thường, đấy, chỗ này này. Đấy, thì là phân loại khách hàng này, đấy, nó cho gọi lên này, và đây là khách hàng thường. Rồi, rồi ví dụ chẳng hạn chúng ta có một cái QR code, chúng ta có thể sử dụng cái thằng này để làm QR code, QR monkey, mình hay dùng thằng này. Đây, gửi link cho mọi người luôn. Rồi, đấy, chẳng hạn bây giờ mình, cái khách hàng đó là mình sẽ làm hai cái thẻ để họ quét chẳng hạn. Mình sẽ làm hai cái thẻ để họ quét, ví dụ họ là khách hàng VIP, ok, mình sẽ cho họ chạy một cái QR code này. Đó, copy này, cho vào đây này. Đấy, được chưa? Nó sẽ tạo thành một QR code. Đây. Đấy, thì ngay lập tức thì nó sẽ chạy khách hàng VIP. Ví dụ mình ở đây mình không kích, mình không quét thì mình chạy chẳng hạn. Đây, chúc mừng Trần là khách hàng VIP chẳng hạn. Và nó chạy cái chuỗi chăm sóc luôn. Rồi, ok chưa? Rồi, thì bây giờ để làm gì? Để sau này á, khi mà khách hàng VIP này này, mình muốn chăm sóc họ á, thì mình sẽ gọi họ lên bằng cách nào? Ví dụ,
mình gọi họ lên. Đấy, mình vào đây này, mình sẽ gọi về cái thằng là phân loại khách hàng này. Không biết này này mình gọi cái gì bây giờ gõ không lên nữa trời. Em nằm lại cái. Thì nó đơ. Này, phân loại khách hàng này. Đấy, VIP 1 người này, thường 0 người này. Không xét gì là 9 người này. Đấy, VIP. Chúng ta có 1 người chẳng hạn. Đó. Thằng chất phiêu. Chất phiêu nó đang do mạng bên mình á. Đó. À quên, xin lỗi, đây này, bây giờ là VIP này. Mình thao tác sai, mình chửi nó sai chứ. Sao không trời. Vừa nó báo một người, bây giờ nó báo là không có người nào. Điều vậy à. Mọi người thử kích cái đường link dùm mình cái nè. Khách hàng VIP. Thử kích dùm nhá. Xem thử nó có lên người không nhá. Vẫn không. Không hiểu tại sao luôn. Thử gửi lại nhé. Lỗi rồi. À đây này, nó bị lỗi hiển thị cho mọi người thôi. Tức là nó không lên người á, nhưng mà thực sự vẫn là đúng. Được chưa? Mọi người hiểu không? Tức là cái này là chúng ta dùng để gắn thẻ phân loại khách hàng. Đó là cái tính năng gắn thẻ phân loại khách hàng. Đó. Ngoài ra thì sau này chúng ta còn dùng cho nó nhiều việc nữa. Sau này bọn em sẽ cung cấp mọi người một số cái game gủng chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ chạy cơ chế tương tự, chúng ta sẽ phải gắn thẻ để chạy. Cái này gắn thẻ. Ngoài gắn thẻ chúng ta có thể sử dụng ứng dụng nó để chạy một số cái game nữa. Ví dụ chẳng hạn mọi người nhìn cái hệ thống này á, nó có thể gắn để mà kiểm đếm khách đến cửa hàng á. Ví dụ mọi người xem cái con này chẳng hạn. Đây là đang làm cho bên phở 24. Mọi người sẽ đây. Nó được gắn thẻ này. À lưu ý có cái gắn thẻ này, nó có cái hay là nó cộng trừ được nhá. Thì ở đây mình gắn thẻ cho nó này. Đấy. Số lần ghé là bằng số lần ghé cộng 1 này. Tức là nếu mà họ số lần ghé là 0 á, thì họ sẽ cộng 1 này. Đó. Hoặc là chúng ta có thể gắn cái điểm bán cũng được này. Ví dụ bây giờ khách hàng đến từ một điểm bán nào này, thì chúng ta sẽ gắn cái điểm bán này, gắn hotline điểm bán này, gắn số lần ghé này. Đấy, thì ví dụ bây giờ mình sẽ chạy nhá. Thực sự cái này đưa vào ứng dụng thì ứng dụng rất là nhiều, nhưng mà mình không biết nói với mọi người từ bắt đầu từ đâu. Đấy, mọi người nhìn không? Mọi người thấy nó chào không? Xin chào Cương đến với Phở 24 chi nhánh Quốc Hương này. Mở cửa này, số điện thoại hotline này. Bởi vì mình làm như này, bởi vì là mỗi chi nhánh á, thì nó sẽ vào bằng cái khác nhau. Đấy, ví dụ cái chi nhánh Quốc Hương này nó sẽ vào bằng đường link này. Thì như vậy thì mình sẽ gắn cái thẻ này, số điện thoại của Quốc Hương này, điểm bán này. Đấy. Nếu mà nó vào từ quận 10 này, hay là vào từ Lý Tự Trọng này, thì nó sẽ chạy lại nhé mọi người. Mình chạy từ bên Lý Tự Trọng nhé.
Đây, mọi người thấy không? Đây nó chạy này. Rồi, nhầm mất rồi. Nó đang chạy cái kia. Nhưng mà ở đây do mình cài thôi. Do mình cài nó chạy thôi. Đây này. Tại do cái này là not set này, số lần ghé thì nó mới chạy về Gocom này. Đấy, thì đây. Còn bình thường nếu ở đây, bởi vì cái này thì nó sẽ tính toán phức tạp hơn, nhưng mà đại ý là cái này chúng ta dùng để gắn địa điểm này. Ví dụ chúng ta có nhiều cửa hàng á, thì mọi người sẽ làm mỗi cửa hàng một cái QR code á, thì khi khách hàng mà quét code ấy, thì chúng ta sẽ gắn thẻ, sau đó chúng ta mới chạy bot. Thì như vậy thì chúng ta biết là khách hàng nó đến từ đâu á, nó đến từ cửa hàng nào á, và khách hàng đến cửa hàng nào thì họ sẽ cũng sẽ hiển thị cái hotline cửa hàng đó để họ gọi. Được không, mọi người hiểu cái này không? Nó hơi phức tạp một chút. Thực tế quét như thế nào này căng nhỉ, vì là không có điện thoại đây thì cái này thì mọi người nó dễ mà. Tức là anh không biết quét hay là sao? Anh không biết cách tạo QR code hay là không biết cách để khách hàng quét á? Thông thường thì bọn em sẽ hướng dẫn trong cái chỗ mà cái bảng QR code mà in ra luôn á. Quét ấy à. Bây giờ không làm sao mà kết nối cái điện thoại được mà. Rồi. Trinh, cho anh mượn cái điện thoại này. Trinh, cho anh mượn cái điện thoại cái. À, mọi người thấy không? Thì bây giờ mình sẽ phải hướng dẫn khách hàng nhé. Mọi người sẽ hướng dẫn khách hàng này. Ví dụ bây giờ mình có một cái QR code đi. Đây đúng không? Thì mình sẽ nói khách hàng vào Facebook này. À, dạ, em tưởng. Rồi. Và sẽ tìm kiếm ở cái ô này nữa. Chờ chút. Chúng ta sẽ nói khách hàng vào Facebook nhé, và chúng ta sẽ tìm kiếm chỗ này là QR code này. Đấy. Thì chúng ta đã có ngay một cái ứng dụng quét QR code ở đây. Không, bởi vì chúng ta cái Messenger là đến ngày 15 tháng 8 là Facebook sẽ bỏ rồi mọi người nhé. Chúng ta không dùng cái mà Messenger ấy nữa làm gì. Thì chúng ta thống nhất là yêu cầu khách hàng là tìm cái QR code trên Facebook. Đấy. Thì chúng ta sẽ quét nha. Đó, thấy không? Đây, nó chạy qua luôn này. Đấy. Được không? Chúc mừng tinh thần đã là khách hàng VIP này. Còn nếu mà chúng ta quét cái mã là khách hàng thường này. Đây. Ví dụ trong trường hợp mà khách hàng là khách hàng thường thì nó sẽ hiển thị là khách hàng thường. Đây. Đây, chúng ta hướng dẫn khách hàng này vào Facebook này. Thấy chưa? Nhắc lại này, tìm cái QR code trên cái ô tìm kiếm á. Đây đúng không? Chúng ta gõ này. QR code này. Đó, thì chúng ta dùng chính cái công cụ của Facebook để quét luôn. Đó, chúc mừng khách tình là khách hàng thân thiết. Được chưa?
Rồi, đó là cách dùng nhá. Còn mọi người có cái cách dùng nào khác nữa thì xử lý tiếp. Quay về cái cách gắn thẻ khách hàng, mọi người đã gắn được chưa? Gắn thẻ khách hàng gắn bằng các cái trường thông tin. Đấy, phân loại khách hàng này, gắn là thẻ VIP này, hay là thẻ thường này. Ví dụ chúng ta có thể gắn theo sản phẩm, gắn theo cây. Ví dụ Huyền Ân bán cây chẳng hạn, thì chúng ta gắn là họ mua cây gì á, để em chăm sóc và em mời mua cây tiếp theo. Lâu lâu thì hỏi cây nó sống như thế nào rồi, có chăm bón không. Được không? Mọi người hiểu cái gắn thẻ không? Nhắn tin này, nhắn tin theo thẻ là như vậy này. Rồi. Gắn thẻ và nhắn tin. Rồi mọi người hiểu thì chúng ta hãy chat là ok nhá. Mục đích ạ là mình gắn thẻ để làm gì? Để mà sau này mình chăm sóc thôi. Ví dụ khách hàng mà nó đến cái chỗ mà tư vấn á, thì mình sẽ gắn thẻ là nó muốn tư vấn chẳng hạn. Ví dụ khi mà nó ấn vào cái nút tư vấn chẳng hạn, ấn liên hệ chẳng hạn, thì mình hiểu là nó cái mối quan hệ nó rất là tốt chẳng hạn, thì chúng ta gắn thẻ ở đây để phân loại cái người đó, để sau này để chúng ta tiến hành, chúng ta chạy lại. Giống như cái lớp của mình chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể gắn thẻ này. Đây giống mọi người hiểu cái gắn thẻ. Nếu mà dùng bot mà chúng ta không dùng cái gắn thẻ, gọi là uổng phí cả cuộc đời luôn. Đây ví dụ gắn thẻ này, gắn thẻ chatbot Zero này. Nó bị lỗi rồi. Đây, mọi người thấy không? Chatbot bán hàng này, nhận video lì xì, đã đọc thông tin, đã thanh toán này, đã đăng ký mà chưa thanh toán này, lát nửa nhé này, mai mới thanh toán này. Thì đó là gắn thẻ để mình biết là cái mức độ nào. Ví dụ như là đã thanh toán chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là có 57 khách hàng. Thì đây là những cái khách hàng mà rất là nóng luôn, tức là họ đã thanh toán. Thế còn ví dụ như cái đội mà đã đọc thông tin á, thì nhiều lắm. Nhưng mà đọc thông tin thôi thì cũng chưa làm gì hết, thì cái data nó chưa phải là chất lắm. Đó, đó là cách mà chúng ta sẽ vận hành cái con bot. Rồi, tiếp theo nhá, đó là cái điều hướng. Cái này rất là quan trọng mọi người này. Ví dụ bây giờ là khách thường, chúng ta có một cái chương trình khuyến mãi á, nếu mà khách thường á thì nó khác, khách VIP thì nó khác, thì chúng ta phải có cái sự điều hướng, chứ không thể là chung chung được. Hoặc là cái trường hợp mà khi mà khách hàng mà có thông tin rồi chẳng hạn, thì nó không xin thông tin nữa chẳng hạn. Ví dụ mọi người thấy chỗ lấy thông tin này không? Ví dụ chúng ta có thông tin rồi chẳng hạn thì không xin nữa chẳng hạn. Ví dụ mình có số điện thoại khách hàng rồi thì không xin nữa chẳng hạn. Đấy, ví dụ bây giờ mình tạo cái blog nhé, là không xin nữa nhé, không xin số điện thoại nữa. Rồi vậy đấy thì mình nói dạ số bên em liên hệ chỉ số này nhé. Ok, thì ví dụ chúng ta sẽ làm như sau. Đây nhá, chúng ta sẽ chỗ này này, ngay vào chỗ bắt đầu mà nó xin thông tin á là chúng ta đã thêm rồi. Chúng ta ấn này, mọi người thấy chỗ không, chuyển này, và chúng ta đặt điều kiện là số điện thoại. Đấy, nó not set thì chạy, không xin nữa. Thì theo mọi người như thế này là đúng hay sai? Chúng ta đang làm đúng hay làm sai?
nếu cái giá trị là số điện thoại mà không có thông tin thì chúng ta không xin nữa. Sai, ok, được rồi, mọi người rất là tốt. Thì chúng ta phải là is not, not set. Chứ chúng ta không thể là is một cái số điện thoại cố định nào được, mà là is not, not set, tức là sao? Tức là nếu mà nó không, không của không, tức là có, tức là nếu mà nó có rồi á thì không xin nữa. Được không? Thì cái này cũng là cái cơ chế mà để khóa ở cái hệ thống chơi viral á. Tức là nếu như mà nó nhận quà rồi thì không cho nhận nữa. Rồi chúng ta sẽ thử chạy lại nhé. Chúng ta thử chạy này. Đấy. Đây, đây, đây. Mọi người thấy không? Nó chạy có cái luồng khác ngay này. Bên em liên hệ chị số này nhé này. Giờ nó tức là khi mà chúng ta đặt cái điều kiện này ở đây này, thì toàn bộ cái ở dưới nó sẽ không chạy nữa. Nếu mà nó thỏa mãn điều kiện thì nó mới chạy. Còn trong trường hợp ví dụ bây giờ mình ví dụ nhé. Ví dụ là cái nick này này. Số điện thoại này mình xóa đi. Đúng không? Xóa đi tức là không, nó không có số điện thoại trên hệ thống. Rồi mình thử nhá, thử lại nhá. Lấy thông tin này. Rồi bây giờ mọi người thấy nó xin không? À. Giờ. Thì cái này nó cũng tương tự, nếu mà khách hàng VIP á thì chúng ta cho chạy luồng khác, nếu mà khách hàng không VIP á thì nó chạy luồng khác, tức là khách hàng thân thiết á thì nó sẽ chạy một cái ưu đãi khác. Nó gọi là cái mình thì mình gọi là điều hướng. Đó, nó sẽ tức là nó khó thông tin rồi thì không xin nữa. Cái này thì nếu mà các bên làm đào tạo á thì tức là ví dụ có thông tin rồi thì không xin nữa, hoặc là có một cái thông tin là đã thanh toán rồi này thì được check in, tức là chúng ta có thể chạy các cái luồng khác nhau. Nếu mà chúng ta để xuống dưới, nếu mà để xuống dưới á, để xuống dưới là nếu mà tệ quá này này thì nó sẽ chạy, chạy đi chỗ nào đó, điều hướng đi đâu với điều kiện gì. Đó, ví dụ nếu như là phân loại khách hàng VIP chẳng hạn thì phải, phải như thế nào. Đấy, nó như vậy. Nó gọi là cái điều hướng. Thì cái điều hướng này nó dùng trong rất là nhiều việc. Điều hướng khi mà có thông tin rồi nên không xin nữa này. Điều hướng là nó đã nhận quà rồi không nhận nữa này. Đấy. Ví dụ chúng ta có một phần quà cho khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta có thể cài để nó đã nhận rồi không nhận nữa chẳng hạn. Đây là một phần quà chẳng hạn. Ví dụ như là mình tặng vốt tặng mà chẳng hạn, mà giảm giá chẳng hạn. Ok. Đấy, mà giảm giá của bạn là chẳng hạn XYZ chẳng hạn. Và mình sẽ có một cái mã. Ok, mình có một cái mã đây. Rồi. Sau đó mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải gắn một cái thẻ là tặng, tặng chẳng hạn, tặng quà. Hôm nay là ngày 16 chẳng hạn. Bởi vì nó nhiều lần đó, không bảy. Đấy, là giá trị là Z chẳng hạn. Ok. Đấy. Thì rồi sao? Mình sẽ tạo block là đã nhận quà rồi nhá, tức là không cho nữa đi. Ok. Thống kiểm tra chẳng hạn, bạn đã nhận quà rồi. Đấy. Vui lòng lần tới nhé. Ok, ví dụ vậy. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ siết một cái điều kiện ở đây này. Điều hướng này. Nếu như là cái thằng ấy, thằng gì nhỉ? Tặng quà. Nó chưa lên, nó mới nhấn tặng quà. 1607 à.
Đấy. Bây giờ là Jet. Thì sao? Không cho chơi nữa. Không cho chơi nữa, không cho chơi nữa. Không cho nữa. Rồi. Thử nghiệm nhá. Kích này. Được chưa? Mài em giá của bạn là XYZ này, bạn coupon này. Đấy. Và nếu mà mình chơi một lần nữa, tức là mình cố tình gọi là chơi á, cũng không thể chơi được. Đấy. Hệ thống kiểm tra bạn đã nhận quà rồi, vui lòng lần tới nhé. Đó, nó là điều hướng. Thì cái điều hướng này nó cũng hay luôn. À, không được. Không thể được, bởi vì không phải chuyện là xóa hay không. Hệ thống này nó sẽ lưu cái thông tin ở trên cái con bot rồi. Xóa cũng không thể được. Còn nếu mà các đơn vị họ cần cái mã giảm giá mà mã nhảy á, tức là mỗi khách hàng một mã, và khi khách hàng quay lại dùng thì nó mới báo là đã dùng hay chưa, thì bắt buộc thì phải cốt. À, bọn em cũng cung cấp cái đó, nhưng mà như mọi người thì không có dùng. Thì có một số đơn vị bán hàng theo chuỗi hoặc là kinh doanh thì họ sẽ sử dụng cái hệ thống mà cấp cốt và báo sử dụng cốt hay chưa, và hệ thống quản lý cốt nữa. Còn như mình thì mọi người không có dùng cái hệ thống đấy. Không có cần thiết. Cấp cốt à. Mình không nhớ là nó nằm đâu, nó nhiều quá. Rồi. Ok, mọi người hiểu cái điều hướng chưa? Cái điều hướng nếu mà mọi người hiểu được á thì mọi người sẽ áp dụng cho rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Điều hướng khi mà khách hàng đã nhận quà này, điều hướng khi mà giới tính này, điều hướng khi mà khách hàng VIP này, hay là điều hướng khách hàng đã làm gì đó hay chưa. Ví dụ mình gửi tất cả, nhưng mà nếu mà khách hàng đã mua rồi phát thì nó sẽ tự động điều hướng là đến block trắng chẳng hạn. Tức là coi như là nó không gửi cho cái khách hàng mà đã mua rồi nữa chẳng hạn. Tức là xin đấy. Ví dụ ở đây là mình áp dụng điều hướng cho cái chương trình này. Điều hướng này chúng ta có thể điều hướng ra cái block trắng nhé, chứ không phải là khi nào cũng phải điều hướng ra một cái block kia đâu. Ví dụ hôm bữa mọi người thấy cái chỗ mà cái chương trình của mình này, chatbot Zero này, thì nội dung này, thì ở đây mọi người thấy này, tức là khi mà mọi người xem lại nội dung á, thì mình có ấn điều hướng là nếu mà chatbot Zero mà đã đăng ký form á thì block trắng, tức là họ đã đăng ký rồi thì cần gì phải hiện cái đăng ký ở dưới này nữa. Đấy. Ví dụ như mình đăng ký rồi hoặc là chưa đăng ký thì nếu mà mình ấn lần đầu á thì chắc chắn là mình chưa đăng ký. À, ví dụ để mình coi là mình đã đăng ký hay chưa. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Chương trình học này không có phần đăng ký ở dưới luôn. Đấy. Bởi vì ở đây đã điều hướng đến một cái block trắng này, block trắng là block trắng tinh, không có cái gì hết á. Thì ở dưới này nó sẽ không chạy tiếp nữa. Bởi vì chẳng lẽ mình đăng ký rồi là cứ trồi ra cái đăng ký, nó vô duyên. Đó, nên là mình phải sử dụng cái điều hướng ở đây. Đấy. Tương tự nó cũng vậy. Đây, ví dụ như báo này, mình đã đăng ký rồi này, không cho đăng ký nữa này. Ví dụ khi mà họ đăng ký này, mình sẽ xét giá trị là đã đăng ký form này. Còn nếu như mà họ chỉ xem nội dung thôi thì mình sẽ gắn thẻ chỉ xem thôi. Đấy. Đã đăng ký này. Đó. Đây. Đấy. Đấy. Những cái này là hệ thống form. Thì nó sẽ chạy những cái hệ thống này. Đó. Được không? Mọi người đã hiểu cái đăng ký chưa? Cái nó có, xin lỗi, cái điều hướng nhé.
điều hướng khách hàng. Tức là nếu khách hàng đó có điều kiện gì đó rồi thì sẽ đi đâu đó. Nó như vậy. Thì nếu mà chúng ta dùng được cái điều hướng á, và cái gắn thẻ á, thì nó vô cùng là tuyệt vời luôn. Mọi người tùy biến được nhiều trò lắm. Tùy biến được tích điểm này, tùy biến được số lần khách hàng đến này. Bởi vì nó có thể cộng trừ nhân chia. Ví dụ tiền bạc ở mọi người nhìn ở đây này, nó sẽ cộng trừ nhân chia được này. Ví dụ mọi người nhìn ở đây nhé. Thì mọi người nhìn cái số tiền này này. Đây này. Tổng thông tin này. Và chúng ta có thể cộng cái tiền này được. Ví dụ chúng ta muốn tính phí ship thêm á, thì chúng ta có thể lấy cái phí ship này cộng cho tổng thanh toán này. Nó sẽ chạy. Chạy như là cộng trừ nhân chia được. Cái chỗ mà cái chỗ mà đây này, nó cộng trừ nhân chia được. Đây thằng set STB này này. Ví dụ như mình nói là thành tiền nhá. Mình đưa ra một cái gì đấy đi. Mình không có dùng nên mình không muốn đặt giá trị linh tinh. Thì nó sẽ bằng này. Tổng thanh toán này. Đấy. Cộng cho phí ship này, cộng ví dụ như là 25.000 nữa này. 123 này. Đấy, mình ấn cho nó con xem nó cộng trừ nhé. Đây. Người thấy là tổng là 300 này. 300 này. Thấy chưa? À quên, mình thường thiếu bước rồi. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta phải có là ấy, tổng sau cả phí ship nữa này. Phí ship là này. Đấy. 19 này. Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ thử xem nó cộng nhá. Đấy, mọi người nhìn ở đây là tổng đơn hàng là 300 đúng không? Ở đây thì mình không thích cộng phí ship nên mình báo một cái giá luôn. Đây này mọi người nhìn không? Nó cộng này. 325.000 này. Được chưa? Cộng, trừ, nhân, chia. Ok hết. Nên là nếu mà chúng ta làm về sản phẩm á, ví dụ bây giờ mình làm cái đặt hàng đơn giản á, thì mình có thể cộng trừ nhân chia được. Ví dụ số lượng là bao nhiêu đó, thành tiền là bao nhiêu thì chúng ta có thể nhân ra tiền luôn được. Thấy bot nó hay không? Được chưa? Ví dụ là quan trọng là mọi người biết gắn thẻ này, biết nhắn tin cho cái thẻ đấy và biết điều hướng. Mọi người có câu hỏi gì chỗ này không? Thật sự thì cái này thì nó hơi khó một chút rồi, mọi người phải thực hành thì mọi người mới hiểu được. Thực hành rất là nhiều lần, kể cả là mấy anh em kỹ thuật đó thì mấy thằng em thỉnh thoảng nó làm sai suốt. Bởi vì là nó chỉ cần chúng ta sai một cái thôi. Còn nếu mà chúng ta làm cái game viral thì nó còn phức tạp lằng nhằng hơn nữa. Chúng ta phải đặt một đống cái điều kiện nữa. Thì chúng ta chỉ cần sai một cái thôi là cả hệ thống khỏi chạy. Nhưng mà ở đây thì nói chung là cái kiến thức mà em cung cấp cho mọi người thì cơ bản là mọi người có thể tự làm một con bot cho mình được rồi, có thể ứng dụng ok rồi. Giờ mọi người có thực hành hay không thôi. Còn những cái công cụ hỗ trợ thì nó sẽ giúp mọi người nó chạy nó tốt hơn thôi, tùy từng công cụ. Ví dụ như là công cụ form bot á, thì nó giúp khách hàng không bị điền sai này. Công cụ shop bot này, thì ví dụ trong trường hợp mà ví dụ như Huyền Ân chẳng hạn, Huyền Ân bán cây á, thì nó có cái vấn đề là nếu mà nhiều cây quá thì mỗi cây thì lại đặt ở trên một cái block á, thì nó lâu. Ví dụ như khách hàng thời trang chẳng hạn thì họ mới dùng cái giải pháp shop. Thì mọi người cần cái giải pháp shop này thì mọi người liên hệ bên mình.
cái shop này thì chúng ta chỉ cần một cái file sheet thôi, không cần gì hết á. Thì đây là giải pháp về shop. Thì trong trường hợp là mọi người có quá nhiều sản phẩm, đấy, ví dụ như có nhiều sản phẩm như thế này này, thì ấn đấy, để nó vào một cái cửa hàng ở trên bot. Đấy, nó vào cửa hàng trên bot. Đấy, nó đặt hàng thì nó đặt ở đây luôn. Đấy, nó gửi ra đây này. Đấy, thì như vậy chúng ta xác nhận được họ là đã đặt hàng luôn. Đấy, hoặc là khi mà ấn á, thì họ sẽ muốn biết họ xem cái sản phẩm gì luôn. Thì đây là giải pháp shopbot. Đấy, ví dụ chat ngay này. Đấy, thì nó sẽ biết là khách hàng muốn tư vấn sản phẩm gì. Trong trường hợp mọi người có nhiều sản phẩm thì mọi người mới sử dụng những cái công cụ hỗ trợ để cho nó tốt hơn. Cơ bản thì chúng ta sử dụng được rồi. À, có cái công cụ này thì em sẽ tặng cho mọi người này, bởi vì nếu không thì sau này mọi người sẽ làm việc nó hơi khó. Đó là công cụ gắn thẻ khách hàng từ bên ngoài. Đây. À, gắn thẻ khách hàng. Bên nó nằm đâu? Hình như là ở con bot kia phải. Người con nó biết là một con nào. Chết rồi, không nhớ nó nằm từ con nào rồi. Super bot. Không biết nó nằm con nào. À. Đó. Biết là con nào. Mình không nhớ là con nào, nhưng mà nó thôi được, mình sẽ cho mọi người dùng cái con này. Đây nhá, mình sẽ gửi cái chat cho mọi người nhá. Thì đây là một cái công cụ mà để gắn, tức là gắn cái thẻ khách hàng bên ngoài á. À, gắn như thế nào thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ khai báo các thông tin này. Bot ID này, Block ID này, cái token này, và cái người chúng ta muốn nhắn. Ví dụ đi, chúng ta ví dụ đi. Ví dụ. À, đây. À, mình sẽ làm cái này nhé, để cho mọi người dễ hình dung nhé. Mình sẽ lấy cái con mà chúng ta đang thực hành để làm nhé. Đây, chúng ta mọi người vào chỗ này giúp mình. Thì để mà làm cái này thì tốt nhất từ bắt đầu chào mừng thì chúng ta sẽ làm một cái sheet rồi, để nó lấy thông tin khách hàng ra ngoài.
Rồi, chúng ta sẽ lấy Mat ID này. First name này. Last name này. Giới tính xem. Rồi. Mọi người vào cái đường link này hộ mình nhá. Thì để mình hướng dẫn cho mọi người. Rồi, mọi người vào cái đường link m.me của mình gửi đi. Cái này nó sẽ ứng dụng là khi mà chúng ta có những khách hàng ở ngoài điểm bán á, chúng ta cần phân loại họ. Rồi, chúng ta nhấn hết đi. Thì chúng ta sẽ phải dùng công cụ, bởi vì là nếu mà chúng ta gắn bằng tay nó lâu lắm. Rồi. Rồi mọi người nhấn vào hết luôn đi. Còn mấy người nữa vào luôn đi. Mọi người thấy cái giới tính là thằng chat fill nó đang lỗi nhé, không phải là cái dí sân nó lỗi đâu, mà là cái chat fill nó lỗi. À, đây này, nó chạy lại rồi này. Vậy là nó chập chờn á. Rồi ok, bây giờ chúng ta ví dụ này, khách hàng này. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta có 4 khách hàng đi. Thì chúng ta đến cửa hàng mà chúng ta tư vấn á, thì nó ví dụ như là mình nói là tư vấn nói chung là rất là tiềm năng chẳng hạn. Tiềm năng chẳng hạn. Đơn giản là mình nói là sẽ níu kéo đi. Níu kéo, được chưa? Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn níu kéo hết những người này đi. Được không? Rồi, thì sẽ có người không, mình ví dụ thôi. Rồi. Đấy, ví dụ như mình thấy là 4 khách hàng này, 1 này, 2, 3 này. Khi mà hôm nay là đến với cửa hàng rồi, tức là mình trong cái điểm bán ấy, mình tư vấn rồi. Họ rất là thích. Thì bây giờ làm sao để mình phân loại được họ vào là họ như thế nào? Thì bắt buộc mình sẽ phải tạo một cái blog ở đây. Như chẳng hạn, bây giờ mình sẽ tạo cái blog ở đây nhá. Là mình sẽ nói, mình nói blog là cảm ơn đã ghé đi. Ví dụ vậy, đấy. Cảm ơn chẳng hạn. Khiết Nam đã dành thời gian đến shop ạ. À, em có một phần quà nhỏ cho mình. Được không? Và chúng ta sẽ bật cái kịch bản níu kéo luôn. Ví dụ đây là kịch bản níu kéo sau khi mua tại điểm bán. Tức là gì? À, sau khi mà mình sẽ cho họ vào cái tin này á, thì mình sẽ níu kéo. Được chưa? Mình sẽ gắn một cái thẻ cho họ. Ví dụ mình gắn luôn một cái thẻ cho họ. Gắn cái thẻ là phân loại khách hàng. Đó là đến mà không mua. Ok. Được chưa? Mọi người hiểu cái này không? Bây giờ làm sao? Đó là khách hàng phải nhận được cái tin này và họ được gắn thẻ là đến mà không mua, và sẽ chạy kịch bản níu kéo cho đối tượng này. Mọi người hiểu cái đề bài được đặt ra không? Tức là khi mà có nhiều khách hàng đến shop á, đó, thì cuối ngày chúng ta sẽ phân loại là, hoặc là ví dụ, hoặc là chúng ta gửi thông báo khách hàng là hàng đã được gửi đi chẳng hạn, hoặc là chuyển hoàn hay là gì đó, thì mình sẽ dựa trên cái danh sách này này để mình lọc. Đó. Trạng thái hả? Thái, ok. Đấy. Ok đấy, và mình ví dụ mình muốn lọc những người là níu kéo chẳng hạn. Đấy, thì nó còn ra 3 người này thôi. Được không? Mọi người hiểu không? Ví dụ cuối ngày á,
mình lọc dữ liệu lại á, mình sẽ xử lý hàng ngày, mình sẽ kết hợp với cái hệ thống bắn ngày này thì mình sẽ lọc ngày luôn, từng ngày một cái file rất là dài nhưng mà chúng ta có thể lọc cái ngày được đấy. À, phiểu ra, à xin lỗi mọi người, đúng rồi, cái này phiểu ra, chúng ta ấn nhầm nút rồi. À thì ok luôn, tức là chúng ta có thể, nói chung là có thể ra phiểu hoặc vào phiểu á. Tức là ví dụ chúng ta sẽ cho họ ra cái phiểu này này và vào cái phiểu mới, ví dụ vậy. Để cho mọi người hiểu luôn, tức là thoát phiểu á. Đấy, ví dụ như là qua một cái chào sản phẩm đó chẳng hạn, ví dụ họ quan tâm sản phẩm đó thì chúng ta bỏ ra khỏi cái phiểu níu kéo này và qua cái phiểu níu kéo khác, được không? Thì cái này nó ứng dụng rất là nhiều đó. Nếu chúng ta xuất cả cái ngày tháng ra nữa thì chúng ta có thể lọc, ví dụ lọc theo ngày tháng này. Ví dụ như bên này nó có ngày tháng này, chúng ta lọc được này. Đấy, lọc theo ngày hôm nay này thì những cái khách hàng là trạng thái là không mua này, để chúng ta gửi tin lại đi, được không? Mọi người hiểu không? Chúng ta gõ ok nếu chúng ta hiểu nhé. Vì đôi khi là mình có thể nói nó hơi nhanh thì mọi người nó hơi khó hiểu á. Thì mình phải nói để mình biết để xử lý chậm lại. Nhức đầu cho mọi người. Được không? Chúng ta cho mình thấy cái cánh tay của mọi người nào, đi ngủ hết rồi chăng? Rồi. Thì bây giờ làm sao chúng ta xử lý được cái chuyện này, đúng không? Đây, ví dụ bây giờ có 3 cái đối tượng khách hàng này là cần cái níu kéo chẳng hạn. Ví dụ vậy, mình đây. Đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta quay cái trở lại cái công cụ. Công cụ đã được gửi link cho mọi người. Đây. Chúng ta để ý này, chúng ta phải nhập đủ thông số này. Thứ nhất là bot ID này. Bot ID là ở đây này mọi người này. Nằm sau cái bot á, nó gọi là bot ID á. Dán vào đây. Được không? Rồi. Tiếp theo là block ID này. Trong chat view thì block ID là ví dụ bây giờ mình muốn nhắn cho họ cái nội dung ở trong cái block này này. Thì chúng ta sẽ có nằm ở cuối đây này. Nó gọi là block ID. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta cần một cái nữa là cái token. Token của con chatbot á. Thì để chúng ta, để cái hệ thống này nó kết nối với con bot được, chúng ta sẽ vào đây này. Đấy, chúng ta copy cái token ở đây. Đấy. Và copy cái token nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo này. Chúng ta sẽ lấy cái ID của cái người dùng mà chúng ta muốn gắn thẻ. Được không? Nó sẽ nằm ở đâu? Ở đây. Copy này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ bỏ nó vào. Chưa? Và chúng ta sẽ ấn gửi này. Để mình lấy cái ID của mình luôn, để mình thử luôn. Mỗi cái con bot thì nó có một cái ID mọi người nhé. Rồi mình thử cái của mọi người nhé. Này mình gửi này. Đấy. Thì có một cái bị thất bại, không hiểu tại sao. Thì nó sẽ báo là thất bại hoặc thành công. Được chưa?
Mọi người có nhận được tin không? Mình vào kiểm tra nhá. Ai nhận được tin thì chúng ta hãy chat ở đây nhá. Chúng ta nhìn ở đây này. Đó, nó gửi cho Trinh Trần này này. À, đâu rồi nhỉ? Ồ. Nó có chạy không mọi người? À, đã nhận được tin đúng không? Đó. Thì như vậy thì trong hệ thống á, thì chúng ta cũng phân loại khách hàng luôn. Đây mọi người thấy những cái khách hàng mà chúng ta vừa gửi tin này, chúng ta ấn F5 một cái này. Cái này đôi khi nó cập nhật nó hơi chậm. Đây, cảm ơn Trung đã dành thời gian này. Và mọi người thấy là cái phân loại nó chạy này. Đã đến mà không mua này. Hiểu không? Hiểu với nó là phân loại không? Hải Trinh này, đã đến mà không mua này. Mai Dung thì nó không gắn này. Đấy. Bởi vì là chúng ta chỉ gửi ngẫu nhiên thôi. Đã đến mà không mua này. Thì sau này ví dụ chúng ta có một cái chương trình chẳng hạn, chúng ta muốn gửi lại cho cái đối tượng là đã đến mà không mua này, thì chúng ta thấy có hai người này. Đấy, cái này thằng chất tiêu bị lỗi rồi, nó không lên được không? Mọi người hiểu cái công cụ chưa? Nó giúp phân loại khách hàng, phân loại hàng loạt khách hàng thì đúng hơn. Còn chúng ta mà phân từng người á, lâu lắm. Thì bọn em đi làm dịch vụ bot nên bọn em cũng, khách hàng nó cần cái công cụ như vậy nên bọn em viết ra. Và mọi người thì cho dùng ké. Được không? Đấy. Và mình cũng sẽ gắn cái thẻ luôn. Cái nút chia sẻ là sao nhỉ? Em vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh Hải á. Nút chia sẻ, nếu mà nút chia sẻ bình thường á thì nó đơn giản. Đây, ví dụ cảm ơn đã ghé chẳng hạn, mình muốn làm nút chia sẻ này. Ví dụ nhé, nút chia sẻ đi. Nhưng mà nút này thì Facebook nó cũng sắp nó ấy rồi. Nó đến 15 tháng 8 này thì nó cũng bỏ rồi. Nó bỏ, nó chuyển, nó dùng cái nút của cái mặc định của thằng Facebook luôn. Nếu mà bây giờ mọi người muốn làm nút chia sẻ cũng được. Đấy. Hello. Ok. Nhận quà đi. Nhận quà thì chạy qua cái gì đấy. Zdo. Hôm nay nó hướng dẫn luôn. Rồi, chia sẻ đây anh Hải này, đây này, nút share này. Đấy, đây này, đây này. Chỉ có cái thằng này mới được có nút share thôi. Còn nếu mà có cái cơ chế viral nữa thì anh phải làm khác. À, có cách nào lấy data khách hàng của một fanpage này để chuyển qua một fanpage khác không? Thì cách thứ nhất là nếu mà mình cài chatbot rồi á, thì mình sẽ gửi, mình sẽ nhập cái đường link này này, đây này. Nhận quà đi này. Mình sẽ nhập cái đường link, cái URL của cái fanpage kia. Ví dụ bên fanpage kia là cái URL này này. Ví dụ chúng ta qua cái fanpage này đi, đúng không? Đấy. Chúng ta bỏ vào đây. Thì khách hàng nhấn vào đây thì nó sẽ qua con bot kia. Đó. Còn trong trường hợp mà chúng ta không chưa cái bot á, thì chúng ta phải dùng cái công cụ để chúng ta import hết cái khách hàng của mình lên. Thì sau đó mình nhắn tin thông thường kèm link thôi. Thì để nó ấn nó qua thôi. Đó, nó sẽ làm như vậy. Được không? Đấy, đây là nút share của anh Hải nhá. Còn nếu mà anh muốn có viral nữa thì nó phải dùng cái công cụ viral, còn không đây nếu mà làm nút share bình thường thì làm cái này phát là có share.
Nhưng bây giờ Facebook nó không 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 cho, sắp tới nó không cho cái nút này nữa đâu. Đến ngày 15 tháng 8 đây là nó ngắt rồi. Thì khi đấy thì khách hàng phải share bằng cái này thôi. Đây này, mọi người thấy có nút share không? Đấy, thì sắp tới á, thì khách hàng sẽ phải dùng cái nút này này. Đấy, thì đây cũng là một dạng share thôi. Còn cái nút chia sẻ này nó sẽ hủy, nó sẽ bỏ. Nó sẽ dùng nút này này. Đấy, chuyển tiếp này. Viral thì là một cái công cụ và sẽ dành cho, như bên em đang cung cấp cho khách hàng. Thì nếu anh dùng viral thì một cái công cụ rồi, thì anh có thể chat riêng em là anh có muốn dùng công cụ viral không, thì viral như thế nào thì bọn em sẽ báo cái chi phí cho anh. Giờ ở đây thì nó không, không có hơn lắm. Nó là công cụ viral. Viral thì nó sẽ có công cụ và anh phải trả tiền cho cái công cụ. Tức là bọn em sẽ phải chạy cái server ở ngoài, chứ không phải nó không phải công cụ. Thì có những bên thì có công cụ miễn phí nhưng mà nó sẽ chập chờn hay là như thế nào đó. Còn bên em thì là bọn em thu phí. Thu phí theo theo tháng. Còn nếu mà mọi người cần viết thêm tính năng thì bọn em cũng hỗ trợ viết. Ví dụ cấp code hay là vòng quay may mắn thì bọn em cũng sẽ viết. Còn một số cái bọn em có rồi thì bọn em sẽ tặng cho mọi người. Nếu mà nó không tốn cái server quá mức thì bọn em sẽ tặng. Bởi vì tặng thì nó phải chạy server. Server chạy thì chúng em phải trả tiền server. Tiền server thì rất là lớn. Không rẻ đâu. Nên là mọi người dùng các nền tảng chatbot thì đừng có mong là ngon bổ rẻ. Bởi vì là cái tiền mà họ chạy server cũng rất là khá là lớn. Thông cảm với họ. Nếu dùng cái con bot nào miễn phí thì không không có đâu. Thời gian nó sẽ phải cắt thôi. Rồi. Vài demo á. Anh vào ngay con bot của mình. Superbot này. Anh vào cái chỗ sản phẩm á, ở đây con Superbot á, thì nó có cái demo cho anh luôn ở đây. Đây. Đấy, anh vào đây này, anh vào sản phẩm này. Đấy, thì đây là sản phẩm bên em cung cấp cho anh. Thì trong đó nó sẽ có demo và mô tả chi tiết đầy đủ luôn. Viral là cái gì, shop là cái gì, form là cái gì, coupon là cái gì. Đó. Rồi, ok. Mọi người có cái câu hỏi nào không? Mọi người đã hiểu những cái thông tin ở đây chưa? QR code thì có rồi nhá, có cái công cụ măn cây gì đó nhá. Còn mấy cái game này thì viral này, bóng đá, vòng xoay này thì sau này thì em sẽ làm video sau. Còn kết nối ad với chatbot này thì mọi người cũng, hiện tại thì mình không kịp bởi vì là giờ nó muộn rồi, thì em phải gửi cái video luôn. Chat view. Đây. Đấy, thì đây là cái video hướng dẫn này. Hello folks, Andrew here at Chatfield. Today I'm going to be thì để làm gì, để khi mà chúng ta kích vào cái trong Messenger á, thì nó sẽ chạy chatbot luôn. Đó, nói chung là truyền hết cho mọi người rồi nha. Còn một số cái nó phức tạp quá thì không truyền, rồi nó liên quan đến code, rồi liên quan đến cái cộng trừ nhân chia, rồi liên quan đến cái ứng dụng nữa thì nó lằng nhằng, nên là không đó. Rồi ở đây thì bây giờ mọi người có câu hỏi gì nữa thì mọi người sẽ hỏi, em sẽ trả lời cho mọi người, mà nó liên quan đến chương trình học hoặc nằm ngoài cũng được. Nếu mà em trả lời được thì em sẽ trả lời giúp. Còn ở đây thì nếu mà mọi người cần xây dựng một cái hệ thống chatbot thì mọi người có thể là bên em cung cấp. Nếu mà mọi người công ty chẳng hạn không có thời gian làm thì liên hệ. Còn nếu mà mọi người làm đơn giản như giống như của mọi người đó thì mọi người có thể tự làm. Còn cần một bên đơn vị mà hỗ trợ mọi người á. Em code HP được thì làm form kiểu gì? Thực chất thì thật sự mà nói về code á, thì mình không có rõ lắm bởi vì là mình có đội code riêng. nên là nếu mà mọi người muốn code cái form đó thì mọi người sẽ phải nghiên cứu cái API của thằng Chatfuel á. Còn bên mình thì cung cấp cái form sẵn rồi, tức là để về mọi người tùy biến được rồi, thì mọi người phải trả tiền.
hàng tháng tùy theo mức nó dùng nhiều ít, từ mức 75.000 cũng có, 100.000 có, 150.000 có, tùy dung lượng. Còn thực sự thì mình không có biết về code nhiều lắm. Code thì có đội code rồi, mình chỉ hiểu cái cách vận hành thôi và đưa ra bài toán để anh em code họ làm thôi. Chứ còn bây giờ bảo có code PHP thì làm form kiểu gì thì cũng thật sự không có biết. Thì bắt buộc mọi người phải học tìm, tức là mọi người tìm cái API kết nối với Chatfield á, thì nó có những cái cổng á, sau đó thì mọi người sẽ viết. Thực chất là ở đây cũng là code trên nền tảng của Chatfield thì chúng ta phải làm như vậy mà. Để chúng ta sẽ phải tuân theo những cái điều luật của Facebook và theo những cái trường của thằng cái Chatfield nó cho, vì cái form nó phải đẩy thông tin về nữa. Rồi. Rồi, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không thì chúng ta xin phép được kết thúc ở đây. Nếu mà chưa có data khách hàng ngoài chạy quảng cáo viral thì khách hàng dùng bot. Phan Huyền Ân, Ân nhắn tin cho anh. Nhắn tin cho anh nhé, người nhà. Ok, nếu chưa có data khách hàng ngoài chạy quảng cáo viral thì có cách nào để không để có data? Thì cách thứ nhất đó là mọi người sẽ phải lấy khách hàng cũ vét lên. Cái thứ hai là mọi người hiểu bản chất cái ngoài chạy quảng cáo viral thì bản chất là chúng ta cũng phải chạy quảng cáo. Chẳng qua nếu mà chúng ta chạy quảng cáo mà chúng ta làm những cái chương trình mà chia sẻ, làm chương trình mồi, chương trình thu hút khách hàng, những cái chương trình quà tặng á, thì cái lượng vào bot nó lớn á, mà chúng ta sẽ chăm sóc nó. Hoặc đơn giản nếu mà bây giờ chúng ta chưa nói gì về thu hút lượng người vào bot thì chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng cũ thôi. Còn nếu không chúng ta làm bài gì hay hay thì chúng ta có thể cài để cho nó... À chết, có một cái này nữa hướng dẫn cho mọi người luôn bởi vì quên mất. Đó là cài đặt để khi mà khách hàng comment á, khi mà khách hàng comment thì nó sẽ chạy con bot. Chúng ta sẽ vào thu hút này. Đây, chúng ta sẽ đặt điều kiện này. Đấy. Ví dụ như là trả lời khách hàng này. Trả lời khách hàng in comment nhỉ. Không phải trả lời khách hàng inbox mà inbox cho khách hàng comment. Thì chúng ta sẽ lấy này, bài post nào này, hoặc là tất cả bài post này, tất cả comment hay là comment chứa từ khóa nào này. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn một bài cụ thể, đúng không? Ví dụ chúng ta muốn một bài cụ thể. Cái này là một cái biện pháp để mà thu hút khách hàng vào bot á. Này không biết là cái nào nữa trời ạ. Biết con này là con nào viết. Nhiều con quá nó loạn. Đã thích ra. Vậy là không phải con này. Nhớ là con nào nữa. Đây. Còn phải đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi, ví dụ như thế này. Riêng cái thằng Chatfield này á thì nó sẽ xử lý cho từng bài được, tức là từng ảnh được khách hàng comment ảnh sản phẩm nào á thì chúng ta sẽ quất sản phẩm đó. Những quả ảnh này. Ví dụ đi. Rồi, ví dụ chúng ta có một album về sản phẩm như vậy. Sản phẩm. Rồi.
Được chưa? Mình sẽ đăng bài này lên nhé. Và mọi người nhớ để ý nhé. Ví dụ mình muốn là khi có khách hàng chẳng hạn, họ comment vào cái ảnh này này, thì bot sẽ trả lời. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái đường link ở đây này. Đó. Và chúng ta sẽ dán vào đây. Như ở đây là sản phẩm 01 chẳng hạn. Đấy. Đấy, mình sẽ trả lời tất cả comment. Sản phẩm này giá 450k, có đủ size nghe nhé chị yêu. Ok, vào đây xem chi tiết, xem chi tiết, ví dụ chẳng hạn https://2.2.com hoặc chấm chẳng hạn, để em tư vấn cho mình nhé, ví dụ vậy. Được chưa? Đăng nhá. Rồi mình thử nhá. Này mình thử này, tất nhiên là phải lấy tư cách của một người rồi. Hello, ok, chat này, xem nó gửi không nhá. Tương tự các ảnh khác nhá. Đây mọi người nhìn này này, sản phẩm này có giá là 450k, đủ size nhé chị yêu này, được không? Nhưng mà ở đây có một cái này nữa thì mình chỉ cho mọi người luôn là cái kinh nghiệm này. Tức là bởi vì mọi người hiểu là nếu như mà nó như thế này này thì nó chỉ, tức là nó không chạy cái kịch bản luôn được. Nên là ví dụ chẳng hạn mình nói là nó chấm chẳng hạn, ví dụ mình nói nó chấm, mình nói mình hoặc là gõ chẳng hạn, hoặc gõ là cương bích chẳng hạn, ví dụ cương bích 123 chẳng hạn, để lấy thông tin bên em tư vấn nhá. Rồi ví dụ vậy thì như thế này, mình sẽ thiết lập AI ở đây này. Đấy, mình sẽ gọi là cương bích 123 và mình sẽ làm cái blog ở đây. Đấy, ví dụ mình cái blog là hàng mới về đi. Đấy, mình ví dụ vậy nhá. Đấy, thì để làm gì khi mà mình ra cái thông tin cho khách hàng á, ở đây này. Đấy, thì để khách hàng họ gõ. Bắt buộc họ gõ, bởi vì con này á, khi mà chúng ta nhắn thế này này mà khách hàng họ không tương tác lại á, thì nó sẽ không nhắn được cái tin tiếp theo. Nếu mà khách hàng chưa từng tương tác á, mọi người hiểu ý mình không? Khách họ chưa từng tương tác, ví dụ bây giờ cái nick này chẳng hạn, nó chưa từng tương tác chẳng hạn nhé. Đây, ví dụ này, những nick này mình chưa từng tương tác phải này. Để cho nó làm sao nó chạy được kịch bản. Quá. Rồi. Tư vấn với. Dạ. Rồi, mọi người thấy nó nhắn này. Đấy. Đó. Nhưng mà nó không chạy kịch bản thì như vậy thì khách hàng họ quan tâm á, chúng ta sẽ họ sẽ gõ cương bích 123, tức là họ gõ theo mã hàng á, thì nó sẽ bung ra hàng mới về nhé chị yêu, hoặc là gõ đến cái sản phẩm đó, được không? Tức là theo từng mã, thì khi khách hàng gõ đúng mã nó sẽ bung lên luôn, đời chúng ta phải mất công tư vấn, được không? Mọi người hiểu cái này không? À, ok. Xem cái map hướng dẫn, cái map này từ bữa trước mình cho mọi người link rồi mà. Ok, mọi người làm cái đó được không? Tức là nó là một cái biện pháp, ví dụ chúng ta có thể chạy những cái video hay những cái gì, chỉ cần bọn nó comment thôi, nó vào bot rồi.
Đó, đó là một cái cách để thu hút khách hàng vào bot. Còn kiểu gì thì chúng ta cũng phải, nếu không có data cũ thì phải chạy quảng cáo thôi, không tránh được đâu. Viral còn phải chạy quảng cáo, chẳng qua là chạy quảng cáo ít hơn, còn đâu thì nó tự viral thôi. Cũng phải chạy quảng cáo mồi chứ. Đó là cách chúng ta thiết lập từng bài. Đấy. Đấy, ví dụ chúng ta có thể thiết lập nhiều bài thu hút này. Đấy. Nhiều bài này. Hay là có, chúng ta có cái cách thu hút nữa là chúng ta có thể chèn cái mã code này này vào web. Đấy. Ví dụ như là https://chatbot.com này. Chạy đến cái mã nào này. Đấy, liên hệ này. Đấy, thì chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ chèn vào website này. Hình như đây là mình đã chèn rồi. Cái này thì mọi người dùng website bên nào thì bên đó nó sẽ chèn cho mọi người. Đấy, mọi người nhìn cái chỗ này không? Đây nó có khung chat này. Đấy, chat này. Đấy. Thì chat này này, bên web này này nó cũng là một biện pháp thu hút khách hàng. Đấy, khi khách hàng chat ở đây thì cũng là một biện pháp thu hút, tức là họ tương tác với mình thì chúng ta có một data. À, như vậy. Rồi, ok. Thì cơ bản thì nội dung thì em đã xử lý hết cho mọi người tương đối là đầy đủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải tự thực hành. À, lưu đâu giờ không nhớ thì chúng ta hãy xem lại, xem là Linh chia sẻ ở bài 1. Rồi, ok. Mọi người còn có hỏi gì nữa không? Nếu mà không thì chương trình chatbot Zero chúng ta xin phép được kết thúc tại đây. Thực chất là nó kết thúc ở buổi số 2 rồi, nhưng mà đây, cái buổi này là dành cho những người chăm chỉ làm bài tập. Thì chia sẻ thêm để mọi người ứng dụng nó tốt hơn, ứng dụng nó ngon lành hơn. Còn mọi người có thể tự làm được rồi ạ. Mọi người tự làm được chưa? Mọi người có tự tin mình có thể làm được một con bot tốt chưa? Đây, cái link này thử. Thử đi, thoải mái đi em ơi. Rồi. Mọi người có tự làm bot được rồi đúng không? Rồi. Rồi, ok. Vậy là chương trình mình đã xử lý tốt rồi. Mọi người tự làm được bot rồi. Rồi, ok. Thì chúc mọi người làm bot tốt nha. Ok, cái video này thì sẽ gửi cho lại cho cái nhóm đã học. Rồi, ok nhá. Thì chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai thì sẽ gửi cái video lại cho mọi người. Nhưng mà ở đây, à rồi, ok. Vậy thì mọi người chat lại với cái con mà, cái con bot demo ấy. Thì mai sẽ gửi cho mấy cái người mà nhắn tin của con bot demo á. Hoặc là mọi người email về cái này đi cho nó dễ, bởi vì mình không muốn gửi hết cho cái này đâu, mất công lắm. Mọi người email về cái này nhé. .com. Đấy. Cái nội dung mọi người ghi là xin cái video buổi 3, vì mình cái này mình sẽ tạm thời mình không gửi cả đâu. Thì có đi học đâu mà gửi có biết đâu. Nhá. Thì mọi người gửi đi rồi mai mình phản hồi lại email cho mọi người. Còn không thì mọi người kích cái bot này này. Thôi mình làm bot mà tự nhiên thì lại đi email đúng không? Rồi để mình xem cái này nhá. Đúng không? Lấy video này. Ok man, gắn thẻ. Rồi đó. À. Đấy, ví dụ vậy. À, quên để gắn cái thẻ chứ.
Gắn cái thẻ này. Phân loại khách hàng. Học. Học viên chăm chỉ. Đấy, sau này còn gọi lại được chứ. Rồi, mình làm bot mà này, đúng không? Rồi mọi người nhớ kích link nhá, bởi vì không kích link đây. Kích hết vào link đi để mai còn gửi. Rồi, thì mai gửi cái slide trong đấy luôn cho mọi người. Đây, slide này đây. Slide này bỏ trong này luôn. Đây này. Đây. Lấy rồi đấy, ok, tạm biệt mọi người nhá. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Rồi, giờ chương trình Chatbot Zero chúng ta xin kết thúc tại đây. Rồi, ok, hy vọng là có thể gặp gỡ mọi người ở bên ngoài, bên nào có một dịp nào đó chúng ta gặp gỡ nhau. Rồi, ok, rồi xin phép chào cả nhà.